Ủa con Chậm hả? Dạ chú Hai. Ừ. Ừ chú Hai mới qua. Ngồi uống nước con. Dạ ở bên nhà con á có mới trái cây mới chín, má không biểu đem qua cho chú Thiếm ăn lấy thảo. Trời đất ơi, cái bà Bảy này bài vẽ chi gì không biết nè. Sao không để bên nhà ăn đi? Dạ thôi được rồi, bánh còn nhiều lắm. Thôi vậy chú cảm ơn nha. Trời ơi, cảm ơn còn chi. Con nói thiệt nha, con á là con không cảm ơn chú rồi thôi chứ. Hết cái vụ mà chú giúp con đợt rồi, thêm cái vụ bán chuối mới đây nữa, là nhờ tới thằng Sáu Nhú, thì có nguyên gia đình của chú luôn, ai cũng tốt với mấy má con hết á. Ồ, có gì đâu, có nhiêu đâu, bây nhắc hoài. Ngồi uống miếng nước đi con. Thôi không được, con đi công chuyện ha. Lấy ăn lấy thảo à chú. Vậy hả? Dạ. Rồi về ha. Có chuyện gấp thôi về đi. Dạ. Nhỏ này tên Chậm mà lẻ làng ghê nha. Dạ, chào chú Hai. Ủa, đâu thao? Đi thăm ruộng hả? Ừ, thăm ruộng. Trời ơi, mưa xuống ba chuột cắn ba lúa quá trời mày. Ủa, đâu mày có mấy con cá ngon vậy? Câu được hai con cá nè. Đem qua nhà Chậm để kho tiêu đóng canh. Vậy đó hả? Dạ. Nhà bà Bảy đơn chiếc mà có mày tới lưu gì cũng đỡ ha. Thì chờ sớm với nhau mà. Giúp mình nào cũng giúp à. Rồi thôi đi cho đi, mày đứng đây mày nói chuyện hồi mấy cá chết hết giờ nè. Dạ, đi chú Hai ha. Ừ. Thằng này có lù khụ gì cũng tốt bụng nha. Mà cái xóm xẻo lá này tôi thấy hình như ai cũng tốt hết. Anh Thao, cái gì vậy? Đâu ạ? À? Về, đi chơi không? Đi đâu? Đi ra chợ. Chợ anh làm gì? Em ra chợ em mua cái cánh quạt về sửa máy quạt ở nhà. Đi, đi với em đi cho vui. Thôi đi ông ơi, lên chợ anh mua đi, về cũng chuyện nữa. Không đi à? Không. Không đi thôi. Trời ơi. Thằng thiệt tình. Ủa chị Chậm đã làm gì ta? Trời đất ơi. Ủa nó Chậm chơi dữ. Ai xe bị gì vậy? Xe em tuột dây sên. Để anh coi coi. Xe này sên nó dùng dữ lắm rồi nha. Trời ơi, hèn chi hổng gà là nó tuột hoài luôn á. Chị, em thấy xe này nó cũng cũ lũ sĩ dữ lắm rồi ạ. Mày nói chị mắc cười quá. Thì chị mua xe cũ mà nó không cổ mới lạ. Nè, giờ anh gắn chạy về đỡ. Xíu nữa anh chạy ra tiệm á, anh mua còng xanh mới. Cái anh gắn vô chạy chạy nha. Thôi, vậy mà tốn tiền chết, em đâu có tiền đưa anh. Ba cái này là giặt, có gì đâu tốn tiền. Thôi, để anh mua cho nha. Ngại lắm, với lại mất công, anh có bận chuyện gì không? Rồi, xong rồi nè. Hey, anh rảnh mà. Thôi, hay á. Thôi, em đi về đi. Dạ. Rồi, xíu nữa anh qua nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều nghe. Ừ. Dạ. Chị về ha. Cẩn thận nghe không? Dạ. Ê. Mày nhìn gì mày? Ôi, nãy hơi bận giờ cái rảnh quá ha. Thằng nhiều chuyện. Hai. Trời ơi, sáng sớm sao mày không chạy xe đi, rồi mày lại để mày chù ẻo tao chi, chỗ tao đang cúng kiến tèo. Trời ơi, con cũng muốn chạy xe lắm chứ bộ. Người sớm này giờ không ai đi xe, không ai ở không chứ, có con chú ở không à. Trời đất ơi, có mày ở không chứ tao có ở không đâu. Tao cũng làm công việc già lên xuống chứ. Để qua kiếm chú chơi, con cũng muốn đi làm lắm đó chú. Mà tại đi làm mấy bận rồi, mà làm như chưa có duyên á. Ừ. Cũng cuối cùng cũng đi về à. Chú Hai. Ừ. Nhiều khi con nằm đêm mà con suy nghĩ á. Ừ. Con thấy con chắc không có hợp đi làm công cho người ta.
Bị số mày làm gì? Con nghĩ con phải làm quản đốc, làm tổ trưởng, giám đốc, làm lãnh đạo vậy á. Thôi thôi tao lại mày Tèo. Hả? Mày mà lên làm lãnh đạo cái chắc cái xã này banh với mày quá. Sao vậy? Tao muốn làm lãnh đạo đó, tao muốn làm cái gì đó tao phải học hành trước. Tao cực khổ, tao gian nan rồi sau này tao mới sung sướng được. Còn mày tự nhiên chạy xong đã ôm mà phóng lên làm lãnh đạo à? Không phải, đâu phải con muốn làm lãnh đạo đâu. Tại cái số hồi trước đi coi bói á. Ừ. Thầy bói nói sau này con không có đi làm công, phải làm chủ mới được. Đúng rồi, mặt mày phải làm chủ. Mà chủ ngục á. Trời, chú hai kỳ á. Hẹn kiếp sau đi con. Được rồi, chú không tin phải không? Giờ chú gắng sống đi, đợi mốt con làm chủ cho chú coi. Thôi, tao hẹn mày kiếp sau đi. Cũng may đó, mày không phải con tao à. Mày mà con tao mày ở chung với tao chắc 3 ngày tao lên máu một lần quá. Thôi, chú hai nói chuyện y xì má con luôn á. Má con phải nói gì nè. Nói cũng hên á, mày chạy xe ôm ngoài đường. Phải mày ở nhà tới ngày chắc nói chuyện mày hồi tao lên máu tao nhức queo quá. Vậy mày đừng có tiếp cận bả nhiều nha. Dạ. Bả lên máu bả chết á, bắt đắc kỳ tử đó. Ừ. Trời ơi chú, nó kỳ chú hai. Tao còn muốn lên máu đừng nói chi má mày. Thôi có điện thoại à. Về đi tao vô nuôi nghe điện thoại chút. Thôi chơi con chú hai. Thôi về đi bố. Dạ vậy thôi cũng gì à. Alo chú nghe sao ơi. Trời ơi bà vụ thuốc nam thuốc bắc gì đó thím hai mày biết chứ tao đâu có rành đâu. Đợi bà về tao hỏi rồi có gì tao điện lên cho hay. Ừ vậy nghe. Chú hai. Ơ trời trời. Thật thánh thần thiên địa ơi. Hồi nãy nghe nói về tao mừng muốn chết còn đeo theo bám theo mà ám tao chi vậy Tèo. Về cũng đâu có chuyện đâu làm vô đây kiếm chú hai nói chuyện chơi. Không có chuyện gì làm hả? Lỡ rồi ngồi xuống đây đi. Nói cho nó hết cái chuyện rồi về. Cho ngồi luôn nha. Chú hai, chú hai. Mời mày ly trà xanh luôn nữa. Chú hai. Gì? Anh Thảo anh nói gì vậy? Nó điện nó hỏi ba vụ thuốc nam. Mà tao đâu có biết đâu, đợi thím hai mày về tao hỏi có bà mua đâu rồi tao điện lên cho nó. Ủa bộ anh Thao bị bệnh hả? Nó bệnh gì? Mạnh như trâu. Thì chứ mua thuốc nam làm gì? Mua cho anh chậm. Chú hai, chú hai. Hả? Chú có thấy gì kỳ kỳ không? Gì đâu kỳ? Thì tự nhiên anh Thao anh lo lắng cho chị chậm á. Thì nó thấy con chậm mẹ giá con coi. Nó tội nghiệp, nó lo cho tao chứ có gì đâu kỳ. Tao chú ơi, tội nghiệp thì cả xóm cả làng này ai không tội nghiệp chị chậm với mấy đứa nhỏ. Con cũng tội nghiệp vậy. Nhưng mà tội nghiệp cũng phải có chừng có mực chứ đâu mà lo từng chân găng kẻ tóc như vậy. Mày nói tao mới để ý nghe. Thằng Thao này nó cũng kỳ lắm. Một cũng còn chậm, hai cũng chậm, ba cũng chậm. Bây giờ tới nó đi cũng chậm luôn mày. Đó, thấy chưa? Người ta nói là thường mấy người thương nhau á thì mấy cái sinh hoạt bình thường nó cũng gần gần giống nhau á. Đúng rồi. Nhiều khi anh Thao anh thương chị chậm mà nó không dám nói á. Không có đâu mày. Mày suy diễn tầm bậy tầm bạ không? Sao thương được? Tại nó thấy nó chậm đơn chiếc nó lo vậy thôi sao thương. Chú không tin hả? Không tin giờ con chú cá nè. Muốn cá cược phải không? Cá cược giống như hôm trước cái gì? Thôi, không cá đâu. Chưa tưởng hả? Tưởng. Không cá đâu. Nhưng mà chú hai ơi, đâu phải mình con nói đâu. Cả làng, cả xóm này cũng nói cho bộ. Ai nói nữa đâu? Cô Hồng. Trời đất ơi. Xóm này mày với bà Hồng là nhiều chuyện trùm. Thấy không? Đó. Thì mày nói với bà Hồng nói với mày. Nói qua nói lại bây giờ mày muốn dụ tao vô băng mày nữa chứ gì? Phải, thí dụ một mình con nói thì chú hai nó còn nhiều chuyện. Mà này con với cô Hồng là hai người là số nhiều rồi. Tức là cũng phải có vấn đề gì đó. Rồi, đúng rồi đó. Hai đứa, học bài xong chưa? Dạ rồi. Má ơi, chú tao dạy tụi con học cho má. Trời ơi, giỏi quá ta. Hai đứa, xong rồi. Bây giờ má cho đi chơi, hen. Nhưng mà đi gần gần thôi nghe chưa. Lát hồi má kêu là gì ăn cơm liền. Dạ. Đi chơi kìa. Thôi gom lại cắt Nhanh. Chạy từ từ thôi nghe. Cảm ơn anh nhiều nghe. Trời. Có gì đâu cảm ơn.
sẵn anh qua chơi với hai đứa nhỏ luôn mà. À, bữa anh có hốt được mấy thang thuốc bổ, em sắc uống đi. Trời đất ơi, em đâu có bệnh hoạn gì đâu uống thuốc. Cần gì bệnh hoạn, anh thấy em hay chóng mặt, sắc thuốc bổ uống vô em bị thiếu máu đó. Trời đất ơi, em có bệnh hoạn gì đâu uống bọc thuốc như vậy. Bệnh hoạn cái gì, cái này là thuốc bổ, sắc uống đi không. Thuốc bổ? Ừ. Dạ rồi, em cảm ơn ha. Ừ. Rồi nhiêu tiền cho em gửi. Tiền bạc gì không biết nữa, bao nhiêu đâu, uống đi ha. Trời ơi, anh cứ tới lui giúp đỡ gia đình em vậy hoài, ngại muốn chết nhé. Em sao vậy, suốt ngày cứ cảm ơn khách sáo hoài à. Thôi, để anh chạy bển cái. Thứ bảy, con về nha. Thôi, gặp bữa cơm ở lại ăn cơm xong nãy về. Dạ thôi, trước khi qua con có bắt nồi cơm sẵn rồi. Dạ đó. Để bữa khác con ăn nha. Bắt sẵn nồi cơm. Dạ. Bữa khác rảnh qua đây ăn nha không? Dạ. Ừ. Nè, nghe anh dặn đi không? Cái này là thuốc bổ, nhớ sắc uống nha không? Dạ, biết rồi mà. Ừ, thôi đi ha. Dạ. Anh về ha. Ừ. Dạ. Con thấy không? Nó cứ qua đây á, là lăn xăng làm hết này kia nọ. Thiệt. Bởi nhiều lúc á, thấy ảnh nhiệt tình, con ái nái quá chừng. Trầm ơi. Dạ. Nói nghe nè, má nghe người ta đồn á, nói thằng Thao á, nó cũng có ý thương con đó. Trời đất ơi, má nghĩ làm sao chứ, con á, hai đứa con rồi, đùm đùm đề đề, ai thèm thương đâu má. Nhưng mà tại tao nghe, tao nói vậy. Không có đâu. Chậm ơi chậm. Chậm ơi. Ôi, em nghe nè. Anh có hai cá lóc nè. Em coi, coi nấu canh ăn đi, ngon lắm đó. Trời ơi, đã dữ vậy. Cảm ơn anh nghe. Ờ, nghĩa gì, nhớ không, anh về á. Dạ. Mới đi chợ về hả? Dạ. Để sách cho. Trời đất ơi, mua gì mà nặng dữ vậy? Mai mốt á, nếu mà làm gì nặng cứ hú anh tiếng, anh chạy qua anh phụ cho nha. Ai đời làm phiền anh vậy hoài, ngại dữ lắm. Có gì đâu ngại, anh em chờm sớm với nhau, giúp nhau không hết nữa. Mình cũng nhận ra là anh Thao có thương mình, nhưng mà cái tình thương của ảnh á, không phải là tình cảm trai gái. Bởi anh chưa bao giờ có ý gì sổ sàng hay bóng gió với mình hết á. Thôi, chắc không phải đâu. Mấy này làm như trái gió trở trời hay gì mà sao ê ẩm mình mấy chân ta. Trời đất trời, tao đi ông thần. Cái tướng mày như trâu nước, tám xe bò kéo cổ nổi với mà trái gió trở trời. Hồi xưa thôi anh ơi, hồi xưa còn trẻ còn khỏe, còn giờ làm như có tuổi rồi á, cái hở cái bệnh hở cái đau à. À, nhắc có tuổi mới nhớ, tuổi cỡ như mày á, ở cái xóm này tao thấy nó bầm hai ba con rồi nha, mà sao mày chưa có mọn nào à. Trời ơi, ai không muốn có, em cũng muốn có người nâng khăn sửa túi cho em chứ, tại hụt mấy máu rồi, cái giờ thấy con gái sao sợ sợ sao á. Hụt cái gì, trời ơi, tại mày kén cá chọn canh chi, không, giờ, thôi, nói chứ kiếm ai được được trong xóm mình á, cưới về đi, chí thú làm ăn, chứ không vậy lẽ nhông nhông gì hoài. Trời ơi, em thấy câu này em nói với anh mới đúng á, anh lớn hơn em mấy tuổi luôn, giờ cũng có ai đâu, còn đồng không kìa.
Mày tao lớn thì tao làm chuyện lớn, cái chuyện nhỏ đó từ từ tính sau có gì đâu. Tèo, hả? Mày thấy cái xóm mình á, từ trên xóm dưới, mày thấy có thằng nào được trai, siêng năng, chí thú làm ăn, mà đặc biệt là không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không vũ phu, biết ai không? Mày chỉ tao đứa coi. Như mày, gì ông trời, làm gì anh tao vậy? Tao hỏi thiệt mà. Theo quan sát của em trong cái xóm này, một người vừa đẹp trai, hiền lành, biết làm ăn, yêu thương vợ con. Có không? Có. Ai ai, mày nói thằng nào? Em nè. Thiệt, trong xóm này có mình em là hoàn hảo nhất rồi đó. Thôi đi ông ơi, nói thiệt chứ bộ. Ủa, mà anh Thao hỏi chi vậy? Thì tao đã có người bạn thì tính kiếm để làm mai. Trời đất ơi, tự nhiên cái kiếm người làm mai cho em. Thôi mắc cỡ lắm ông ơi. Mày điên à? Lai mai cho mày. Kiếm làm mai thì tao có người bạn thấy cũng nết na hiền diệu, chịu cực chịu khổ, tính tới làm mai. Làm mai ai à? Chậm á. Chị Chậm dâu của cô Bảy hả? Cái ca này cũng khó à nghe. Không biết kiếm ai để làm mai cho chị Chậm à? Hỏi như không. Lô. Thôi. Mệt thì quá. Bây giờ ai cũng được hết á, trừ mày ra thôi. Nó là mang đi. Tao đưa ai. Vài bữa nữa tao qua xã bên đập lúa, thấy ai được được á thì giới thiệu cho. Mà nè, cưới người ta về á, chí thú làm ăn hay chưa? Một lòng một dạ đó. Mày có gì chết với tao à? Vậy nha. Anh Thao. Cái gì? Hỏi này tế nhị tí xíu. Mà có, không có thôi đừng chửi nha. Thằng, nó khách sáo mày, nói đi. Anh với chị Chậm có gì không vậy? Có gì là có gì? Thích chị Chậm á. Điên hả? Thích là thích sao? Nghe người ta đồn. Đồn bay đồn bạ không? Tao thấy Chậm hiền, nết na thùy mị. Giờ có mình à, nuôi hai đứa nhỏ nữa, thấy cực khổ quá. Tao tính kiếm người để mà làm mai về nhờ đỡ đần, hiểu không? À vậy mà người ta đi đồn làm bậy ha. Trong đó có mày luôn á. Bậy đồn bạ, hết hứng câu rồi. Nè, mệt ghê. Không có thôi làm dữ trời. Bông 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 bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, đừng ăn cơm hẩm cháo qua nhà người. Chú Hai, chú Hai. Bông bông bông. Chú Hai. Chú Hai ơi, nghe con không chú Hai? Nghe không chú Hai? Tao đâu có điếc đâu mà không nghe tèo. Mày la ông sùm mấy con cá tao nó còn nghe, nó còn chạy hết, nó hết dám lại ăn rồi kìa. Tin động trời động đất chú Hai. Mày tối ngày toàn là tin động trời động đất với là sóng thần đồ không à. Tin gì nữa? Chị Chậm. Chậm sao? Chị Chậm chỉ có bồ. Mày nói sao chứ, nó con cái lùm đùm, ai chịu nó có bộ. Thì đó, cái đó mới là tin động trời đó. Mà ai? Anh Trung xóm trên. Thằng Trung hả? Ừ. Trời, con nói cái người làm mai cho chị Chậm cái là chú hết hồn hết vía luôn á. Ai? Anh Thao xóm mình. Thằng Thao hả? Ghê không? Hú hồn chưa? Đâu có gì đâu ghê. Đâu có. Thì anh Thao anh làm mai cho chị Chậm. Vậy tức là anh Thao anh đâu có khoái chị Chậm đâu. Cũng mày không à. Hồi xưa mày tung cái tin ra mày nói là thằng Thao là khoái con Chậm. Rồi bây giờ mày tung tin lại là thằng Thao không khoái con Chậm. Nhưng mà tức một cái á, anh Thao anh không khoái chị Chậm thôi. Đi lo lắng cho người ta làm chi, làm con hiểu lầm. Tự nhiên cái lo lắng à. Mày đi hỏi nó hả? Tao sao tao biết được? Mày là chùm nhiều chuyện mày không biết, tao phó chùm sao tao biết? Mày báo cho tao tao không à. Gì hả? Vì con phải đi kiếm anh Thao, con hỏi cho ra lẽ vụ này. Cái con qua đây con báo cho chú Hai biết nha. Nó nắm cho chắc à. Thì con hỏi anh Thao cái vụ này,
chứ tự nhiên không thương con người ta mà đi lo lắng cho con người ta. Cái chuyện này càng ngày càng khó hiểu người ta, kỳ quá trời quá đất à. Má, làm gì xới cơm ngoài này ăn miếng trứng vô. Con ăn đi, ăn nhiều vô cho nó có sức, còn còn đi làm nữa con. Con biết rồi. Hai đứa nhỏ, ăn đi con. Vậy trứng này nè, chia ra đứa một miếng nè. Má ơi, con no quá à má. Má con cũng no nữa. Má cho tụi con mà chơi nha má. Thôi, mới ăn xong đi ra ngoài một cái chạy nhảy rồi đau bụng á. Đi mà má, cho tụi con đi ra chơi đi má. Mà thấy này ghê á. Rồi thôi đi ra đi đi. Đi dùm chậm đi chơi sắp hông nghe chưa. Dạ. Ăn đi má. Con. Dạ. Cái vụ con với thằng Trung là sao rồi? Ủa, con với anh Trung đâu có gì đâu má. Không có gì hả? Người ta đồn rần rần. Má biết hết rồi. Con à, con tuy là con dâu, nhưng mà má coi con như con ruột vậy đó, con gái má vậy. Má thương con lắm. Má cũng đâu có muốn con quá chồng. Con coi coi, có người nào mà con đáng tin cậy đó. Con cứ đi bước nữa đi con. Má nói vậy là má chịu hả má? Má nói thiệt. Nhà mình mà có thêm người đàn ông nữa con thì cũng được nhiều việc lắm á. Nhưng mà con với anh Trung không có gì hết trơn á. Mới quen biết nhau đây thôi mà. Không có gì. Con thấy nếu được á mình tiến tới luôn. Nếu không thì thôi vậy. Rồi con biết rồi. Thôi mà má ăn đi. Ăn nữa đi má, ăn nhiều vô. Thứ bảy. Nhà mình đang ăn cơm hả? Trời ơi, con sẵn dịp ngồi cơm luôn con. Dạ thôi được rồi. Xe của Chậm bị hơi dây sên. Con ra tiệm mua sợi dây sên mới nè. Để con thay cho Chậm đi. Trời ơi. Chứ để vậy đi hư hoài. Sao chở mấy nhỏ đi học được. Dữ không? Em cảm ơn anh nhiều nha. Có đâu cảm ơn. Sẵn thay gì đâu. Xíu à, xong ha. Dạ. Xe đâu? Dạ, xe em để về sau hè á. Ừ, anh thay nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Ai vậy con? Dạ, dì Tư, kế bên nhà tía con. Để con nghe cái. Dạ, alo. Dì Tư hả? Ủa? Tía hả? Dạ. Thiệt không tía? Dạ. Dạ. Dạ rồi rồi rồi. Dạ. Dạ. Ủa. Tía, tía con hả? Dạ. Tía con á mượn điện thoại của dì Tư. Nói là mời tía con qua. Mai qua đây. Dạ. Ủa. Rồi ai đưa tía con qua? Ha. Thôi để lát con điện thoại cho thằng Tèo. Kêu nó chở tía qua giùm. Trời ơi. Tụi nhỏ mà nó nghe ông ngoại nó qua nha. Là nó vui lắm. Dạ đúng rồi. Ăn lẹ đi má. Ăn lẹ. Cái xóm xẻo lá này chó mèo nhiều lắm mà người ta không kỹ lưỡng thả ngoài sân không à. Nè, mày thấy cái nhà bà Hai bên kia không? Có hai con chó bự lắm nha. Nhà ông Tư, bà Năm, ông Bảy, ông Chín, ông Mười, chó nó cũng nhiều lắm. Mỗi nhà hai ba con mà con hốc con thấy bự bự như vậy nè. Tối nó để ngoài đường không à, nó để ngoài trước cổng nhà nó cột rồi đó. Bây giờ tao với mày đi vô, đi ngang qua coi trước ha. Xong rồi 11 giờ đêm nay quay lại hốt một mẻ, hiểu không? Hành động luôn, đi! Chó gì mà sủa nhiều dữ vậy Tèo? Con không biết nữa. Mày ngoại. Có khi nào con chọt nó gần nhà mình không? Hả? Bậy nè. Nhà mình con chó thì ngồi ló mỏ, con chuột ngồi ló đuôi, có gì đâu mà nó trộm. Hả? Chó. Con chó. À không, tụi ăn trộm chó. Bây giờ nó lộng hành dữ lắm.
Thôi đi vô đi ngoài ơi. Thì đi vô. Đem chó vô đi. Lâu. Ủa đâu rồi cà? Đâu mà sáng giờ không thấy cà? Lâu. Ủa? Nó chưa về hả ông? Sáng giờ không thấy nó nghe. Thường ngày á, giờ này nằm chờ cơm rồi. Bữa nay giờ này sao không thấy đâu hết. Thôi ông cứ đổ thức ăn ra đó cho nó đi. Chừng nào nó về nó ăn. Mimi. Ở cắm tô vô trong. Mimi. Ủa, bà dài. Ủa, dạ con chào bác hai. Bà về nào vậy? Dạ con về chiều hôm qua. Mà tại công chuyện nhà lô bu quá con chưa có qua trình diện bác hai được. Vậy hả? Bác hai thông cảm con nha. Chiều rảnh qua nhà tao chơi. Dạ. Mày có gặp Mai chưa? Dạ rồi. Ok không? Dạ cũng ok. Ủa mày đi kiếm gì á? Bác hai nhắc con mới nhớ. Con đi kiếm Mimi. Bác hai có thấy con Mimi con đâu không? Con mèo hả? Dạ. Chết cha, mày nhắc tao mới nhớ nha. Con chó nhà tao sáng giờ đi đâu mất tiêu, không thấy được. Ủa vậy luôn hả? Ừ. Trời ơi, ngày thường á là con Mi nó quấn con dữ lắm. Hồi chiều con qua con về, nó mừng con ríu rít luôn. Mà không hiểu sao sáng giờ vậy không thấy nó trong nhà nữa. Con sợ là sợ bị người ta bẫy nó thôi. Dạo này á, tao nghe tao nói á, có cái tụi ăn trộm chó nó xuất hiện đây dữ lắm nha. Ủa có luôn hả bác hai? Ừ. Dạ. Thôi để tao đi kiếm luôn nhà tao mới được. Ừ, dạ dạ. Lô. Mimi. Lô. Ê, về chơi lâu không Tám Đạt? Dạ cũng được vài bữa anh Tẹo. Ồ, vài bữa cũng được rồi mẹ ơi. Để ở lâu rồi tốn cơm, tốn gạo tía má. Còn đi phá làng, phá sớm rồi mẹ ơi. Nè, Dịch. Bộ lâu rồi chưa nghe tôi chửi hay sao vậy? Đại lâu quá không gặp này, ghẹo chơi vậy mà. Ủa, anh Tẹo chở em đi mà còn mua hàng gì thêm mà chở thằng thùng vậy? Chó. Nè, vừa phải thôi nha. Mới hỏi con câu mà chửi tôi chó là sao? Trời đất ơi, tao nói con chó. Xuống liền, xuống xe. Đi. Không có đi nữa. Gì vậy? Anh vừa phải thôi nha. Mắc gì anh chửi tôi hoài vậy? Trời đất ơi, trời chửi đâu mà chửi. Tao nói trong cái thùng này là con đựng con chó. Thì sao không nói sớm? Để cho người ta hiểu lầm. Bệnh mới mua chó mới hả? Đâu có đâu. Con chó nuôi ở nhà đó giờ đó. Vậy nó bệnh nên dắt đi chích hả? Đâu có. Tại trong xóm mình cứ gài mấy đứa trộm chó nó lộng hành quá trời. Cho nên tao sợ, tao đem nó theo cho an toàn. Tối nay làm lẹ rồi đút nha mày. Sao vậy anh Thức? Hổm rài mày không thấy cái xóm này nó có cái gì lạ hả mày? Cái gì mà quá chắc chết quá. Mày ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Ngu mày tốn cơm mà. Thì à, em thấy để ý là nhà nào người ta cũng bắt chó bỏ vô trong nhà hết rồi. Chứ còn cái gì nữa. Vậy là tối nay mình đi xóm khác đúng không anh? Không có đi xóm khác. Tao thấy cái xóm này á, chó hơi bị nhiều. Tao tính á, là làm một mẻ hút hết luôn. Có lý. Nhưng mà đại ca đã có kế hoạch chưa? Chưa có. Nhưng mà mày yên tâm. Bây giờ tao chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn á, là mình phải làm nhanh, gọn lẹ.
hút một mẻ một. Ok. Ok. Gì hả con? Dạ, Thư Tiến không mới về. Ừ, mèn ơi, mới đi có mấy bữa mà thấy lớn ra ngang. Trời ơi, Tiến nói thì sao quá à. Con đi mới có mấy bữa chứ đâu phải mấy năm đâu. Vô cắt đồ đi, tắm rửa nghỉ mệt đi con. Dạ. Ủa, má có ở nhà không Tiến? Bà đi chợ rồi. Dạ. Ủa, rồi Lu có đi chơi hả Tiến? Sao không nghe Tiến nói gì hết vậy? Em mày nó bị bắt rồi. Tía, sao nó bị bắt vậy Tía? Cái tụi ăn trộm chó á, bắt mất không rài rồi. Thiệt tình luôn á, cái tụi này nó ác nhân thất đức dễ sợ luôn. Hèn chi hồi nãy trên đường về, anh Tèo anh kể con nghe là dạo này tụi ăn trộm chó nó lộng hành trong xóm mình dữ lắm phải không Tía? Ba Giai mới mất con mèo nữa đó. Thiệt luôn á, con Lu á, con đem nó về đây nuôi từ lúc nó mới đẻ tới giờ. Giờ nhà vắng nó rồi, con thấy con buồn quá Tía. Lu thì nuôi nó lâu năm rồi, cũng mến tay mến chân. Mất á, cả nhà này ai không buồn. Nhưng mà thôi, con Lu nó mất rồi, để mai mốt kiếm con cạp xin về nuôi. Tụi ăn trộm chó này nè, sớm muộn gì á nó cũng quay đầu lại à, mình không thể lơ là cho nó được. Nhưng mà con thấy á nguy hiểm lắm á Tía ơi. Có gì đâu mà nguy hiểm, mình bên chánh nó bên tà, nó sợ mình không sợ thôi, mắc gì mình phải sợ nó. Vả lại mình có chánh quyền ta đứng sau lưng ta ủng hộ mình. Mà mấy nay con nghe im ghe hết trơn rồi chú hai ơi. Đừng có chủ quan, nó sẽ trở lại nữa đó. Mà con thấy tình hình kiểu này á chắc là tụi nó không dám quay lại đâu. Ủa mà con nhớ thường mấy cái chuyện này là chú hai hay kiếm chú Ba Đời, chú Tư Ếch hoặc là mấy chú lớn lớn bạn, sao đợt này chú hai kiếm tụi con à? Mấy đứa nó già, nó yếu rồi, nó không lợi mấy con trộm chó đâu. Trời ơi, tôi nói cho anh Tèo nghe nè, Tía tôi cũng tạo đất cho mấy ông dụng võ rồi còn gì nữa. À, đúng rồi, tụi mình lớn hết rồi, tất cả đều trưởng thành, cái gì mần được thì mình cứ tự mần, chứ không phải lúc nào cũng làm phiền các bậc trưởng bối vậy được, đúng không? Hợp lý. Ừ. Ủa, vì chú hai là cái gì bối mà chú hai... Tao là con chim đầu đàn, bởi vì cái vụ án ăn trộm chó này là tao chỉ đạo trực tiếp. Thành tựa tao chỉ đạo mấy ông bay, tao phải bám sát địa bàn, chừng nào bắt được thôi. Tao chịu trách nhiệm với cấp trên. Hay quá chim đầu đàn á. Chim đầu đàn chủ định. Tía, vậy mình làm gì tiếp theo Tía? Dạ, ok. Cái xóm này nó yên ắng lại rồi, cho nên là người ta thả chó ra lại. Lát nữa ta mày đi vô coi từng nhà, xong rồi hốt một mẻ, hiểu chưa? Đi. Khoan, gì? Vậy em tìm, vậy em đi từ đâu trước này ca? Tụi mình có hai người, không nên chia ra hai hướng. Bây giờ đi vô á, dạo một vòng đánh lạc hướng, xong rồi canh nhà nào á, hốt từng con một, hiểu chưa? Bằng ra, bằng ra.
chứ. Xém chút tóm gọn tụi này à. Con nghĩ á, tụi này nó có chuẩn bị chu đáo ngay từ trước đó tía. Không lẽ để mấy này làm hành hoài. Mà tụi này đi đêm có ngày nó cũng gặp ma à. Thôi vô tắm rửa ngủ sớm đi. Sáng mai còn đi thành phố nữa. Để má mày ba hay được ở rầy tao. Dạ, thì mình vô rồi tí. Trời đất ơi. Chạy cái gì vậy anh Tẹo? Con nghe tiếng gì không? Có nghe gì đâu. Anh Tèo ơi, hình như có tiếng người ở đâu ở trong bụi rậm võng á. Mấy cái cây bắt chó đó. Còn thấy tụi nó. Nó kêu nó kìa. Hình như trong này nè anh Tèo ơi. Điên hả? Đây mấy cái vũng sâu sâu không mà tụi nó chui xuống dưới làm gì? Ha, anh nói cũng đúng. Trời mấy cái chỗ này vô không muốn được nữa. Sao trong đó mà ra được? Trời ơi, có người thiệt kìa. Mà, nhưng mà sao ai chui vô đó còn chi vậy? Ai trong đó vậy? Trời đất ơi, thêm cây nữa hả? Ai vậy? Đi ra lẹ đi. Hình như tụi nó ở trong này nè. Chết mẹ ta. Đứng lại đi. Ê, đứng lại mấy anh kia. Đứng lại. Ở đâu ta? Ở đâu mất tiêu ta? Mới thấy đây mà. Mấy thằng này công nhận nó chạy nhanh thiệt chứ. Rồi giờ sao bắt hai? Chia nhau đi tìm. Dạ. Đi. Mấy khốn nạn này hả? Ba giây mày bắt được một cái hả? Lột da luôn nha. Không muốn làm người lương thiện đúng không? Tức thiệt chứ. Đâu rồi đây? Mày bay đâu? Mày dám bắt luôn của tao hả? Đâu? Có bắt được nào không? Không tía. Con cũng tìm thấy luôn á. Bác hai, có khi nào á tụi này nó có thuật ẩn thân bác hai? Ẩn cái đầu mày. Giỡn hoài nha, cái tụi tụm chó này á nó ghê gớm lắm á. Ghê cái gì? Dùng bác cái thằng ăn trộm chó mà ghê. Thôi, giải tán đi. Nhà về nhà nấy. Ủa gì kỳ á, chim đầu đàn gì mà sao đòi về rồi? Mai họp tính phương án hai. Tao buồn ngủ quá. Về ta. Dạ. Thôi về nha, mai tính tiếp. Ê. Gì kỳ mày. Thôi về ngủ luôn chứ đứng đây làm gì? Nói nhiều luôn mệt chết. Hèn chi. Nguyên buổi tối ngày hôm qua tụi mình kiếm quá trời. Thì ra nó núp trong cái khúc này. Đi, vô cứu nó ra. Cái gì vậy? Mày bị điên hả? Để chỗ nằm trọng chết luôn đi. Phải bắt nó ra chứ. Tôi cho nó một trận. Nó dám bắt con lưu của tôi kìa. Đúng rồi. Vô bắt nó ra. Đi.
Ui da. Gì vậy? Trong đây gai không hả mày ơi? Trời ơi. Gì? Đợi tao đi, để tao về nhà tao lấy cái gùa tao chặt hết mấy cái cây này rồi bắt nó ra. Ê, chết rồi. Chạy giờ lên Sài Gòn của em ơi, xe sắp chạy rồi nè. Giờ sao giờ? Mày gọi ba dai cứu bộ mình đi. Đúng rồi, giờ một xíu để em gọi nó. Alo, ba dai hả? Ông đang ở đâu vậy? Trời, đi ra ngoài bụi rậm cái chỗ đầu đường á. Đầu đường. Ừ, ra liền đi, tôi với anh Tèo bắt được thằng ăn giẫm chó rồi nè. Ra nhanh nha. Rồi, nhanh đó. Thôi bây giờ anh chở nó bến xe liền đi, 3 phút nữa ba dai nó tới đó. Thôi, giờ mình đợi ba dai tới đi rồi mình hãy đi. Trời ơi, bây giờ trễ giờ rồi sao? Ê, ủa? Làm gì đứng như lùm như vậy? Lẹ vậy? Thì tôi đang đi chặt cây tính về lợp cái chòi, nghe gọi cái ra luôn hả? Ở đây, mày canh chừng ăn trộm, mày xử lý thằng ăn trộm chó nghe, nó nằm trong đây nè. Trộm chó? Hai cái thằng mà tối hôm qua mình rượt đúng không? Đúng rồi. Rồi. Ở đây nha, tao chở con tấm tàn ra ngoài bến xe xong rồi tao vòng lại liền nha. Đi. Đúng rồi. Nhớ coi chừng đó nha. Để tao. Thôi tôi đi nghe, lên Sài Gòn gặp sau nha. Nằm im đó. Rên la cái gì? Trộm chó trộm mèo. Nhà người ta mà rên la cái gì? Đỡ đó, ba gia này vô là biết tay. Cứu tôi ơi. À, cứu tôi ơi. Ngồi im đó đi, la làng hoài. À, hai con bé ăn trộm chó mèo trong xóm ta đúng không? À, hổng trả lời rên quất cho cái rượu bây giờ. Rồi con kia bị sao vậy? Nó bị gãy giò. Thiệt tình. À, dạ, alo. À, dạ, chị ơi, cho em một chiếc cấp cứu tới chỗ đầu đường của xóm Xẻo Lá chị. Dạ, có người bị thương gãy chân đây nè chị. Dạ. Dạ. Thiệt tình. Coi. Cho chưa cái tật trộm cắp như mày. Lên. Cẩn thận, đâu kia. Mày ra mày cấm chạy đó nghe chưa. Này nữa. Trộm cắp trốn rồi, gãy chừng. Cho chờ nghe mày. Cẩn thận, từ từ thôi. Ủa, bà dai? Dạ, bác hai. Mày đâu đây? Con đi về lấy nước uống, khát nước quá. Ủa, mày đâu về nhà lấy nước uống? À đúng rồi, sẵn tiền bác hai á. Tao nói mày nghe. Dạ. Mới có hai thằng đi ngang, nó bàn tính cái vụ mấy thằng ăn trộm chó. Mày có hay gì không? Đúng rồi. Bác hai có biết là tại sao mà tối hôm qua mình bắt không được hai thằng trộm chó không? Tại nó chạy nhanh hơn mình. Không phải. Chứ sao? Bị gì á, hai thằng tối hôm qua nó trốn ở trong lùm á, nó bị kẹt ở trong luôn. Trời đất ơi. Dạ. Sao mày biết? Ơi, sáng nay tụi con bắt được nó kìa. Bắt rồi hả? Dạ bắt rồi. Đâu? Đi, đúng rồi, đi theo con, theo con. Lẹ. Sao rồi? Sao? Nó nè, bác hai. Đâu? Nó nè. Đâu? Này nè. Trời Phật ơi. Ủa sao tụi bay đánh nó mặt mày máu me không vậy? Để nè, đây nè. Không có được đánh người ta nghe không? Chết một cái là tụi bay chịu trách nhiệm đó. Ở tù đó. Đúng rồi đó. Lỡ ông này không có chết cái là mình bị chi cứu trách nhiệm hình sự gì đó. Dạ bác hai, này không phải là anh em xóm mình quýnh đâu. Tại nó chui vô lùm á, rồi cây cối nó quào nó trầy xước vậy bác hai. Cái gì cái, còn luật pháp, còn chính quyền ở đây nữa. Chưa ai đánh phải không? Chưa, mới hù không à. Không được đánh ta, đi về hết đi. Dạ ai về nhà lấy đi. Mở trói nó đi. Thôi, nó bắt động con mê nhà con mà cỡ gì, kệ nó đi. Tao kêu mở trói là mở trói. Bây giờ đây nó chạy đâu nữa?
giao cho chính quyền người ta giải quyết. Tụi bay không được quyền đánh đập người ta vậy. Thằng Tèo, kiếm cho nó chai nước cho nó uống. Mày tên gì? Nhà ở đâu? Dạ con tên Thức. Dạ nhà con trên xóm thượng á. Từ xóm thượng xuống đây làm ăn đó hả? Làm cái nghề gì hết chuyện sao mà làm cái nghề bất nhân thất đức vậy? Thấy không? Đó. Thì ra nông nổi này nè, hậu quả nè. Bắt chó bắt mèo người ta chi? Dạ, con biết lỗi của con rồi. Con xin lỗi. Bây giờ chú nói với bà con một tiếng tha cho con. Không có cho ai đánh đập gì ta nữa chứ không? Để chính quyền ta giải quyết. Sống phải có luật pháp của chính quyền địa phương, chứ không phải ai muốn làm gì làm, đánh lỡ chết ra sao. Còn con nè, chú hai nói nè. Dạ. Con trẻ, thanh niên, trai tráng, kiếm cái nghề lương thiện làm ăn, thiếu gì nghề, đi trộm chó người ta. Chó mèo của ta nuôi người ta cưng muốn chết, mình nỡ lòng nào đi bắt, đi thuốc, đem về ăn thịt, ăn cái gì? Hết con ăn hay sao? Dạ. Con biết lỗi của con rồi. Con xin lỗi chú hai. Con hứa là từ nay con không có làm cái chuyện gì nữa. Chú với mọi người tha cho con. Hứa rồi đó nha. Dạ. Bỏ cái nghề này đứt đi à. Dễ chủ dễ sợ luôn. Em. Ủa con nãy giờ nó chưa chịu ngủ luôn hả anh? Ờ sao hôm nay nó quậy dễ sợ luôn nha. Đưa chút xíu nhắm mắt xong cái quậy tiếp. Sao hôm nay mà quấy dữ vậy kìa? Anh, anh cho con ăn bột chưa? Chưa, anh định chút xíu anh đói á, cái anh với nó ăn chung luôn. Trời đất ơi, đúng rồi, thì nó đói sao nó ngủ được. Con nít nó mau đói lắm. Ủa vậy hả? Ủa. Thôi giờ vậy, anh xuống dưới bếp á, anh lấy bịch bột lên đây cho em. Em khuấy cho nó ăn rồi nó ngủ. À. Đây. Hey. Khoa mấy muỗng đây. 3 muỗng nha. À, muỗng đầy hay là muỗng lưng? Anh pha đầy luôn đi rồi đút cho nó ăn cho no. À. Ơi, đưa đem coi. Đem coi coi. Cái này là bột làm bánh mà. Ủa, bột này bột làm bánh chứ phải bột nhỏ ăn hả? Không lẽ tới giờ anh cũng không phân biệt được bột nào là bột làm bánh, bột nào là bột cho con ăn hả anh Bảy? Xin lỗi, tại anh không để ý lắm. Thôi để anh ra sau anh lấy lại. Thôi để em đi cho. Thôi, để làm cho anh chuộc lại lỗi. Thôi, để em đi cho. Anh đi lần nữa là lỗi chồng lỗi đó. Chồng con á má, có cái việc mà phân biệt bột cho con á, anh cũng làm không được nữa. Thôi kệ đi con, nó được cái này á thì mất cái kia, nhưng bù lại á nó biết thương má con bay, lo mần ăn á là được rồi. Củi tre dễ đốt, trồng dốt nó dễ xài. Ủa má, con nhớ là củi khô dễ nấu mà trồng xấu thì dễ xài chứ. Thôi với thằng chồng mày á, cái câu nào cũng đúng với nó đó, vừa dốt mà vừa xấu nữa. Má này, má nói vậy anh nghe được anh buồn sao má? Thì lời thật á thường hay mất lòng mà con. Với lại má nói với bay chứ có nói trước mặt nó đâu mà nó buồn. Nói đi á thì cũng phải nói lại, hồi đó đó tía bay á cũng y như vậy đó. Tía hả? Ừ. Sao đâu, má kể con nghe thử coi. Ủa, làm gì? Làm gì cái mặt mà nhăn như khỉ ăn ớt vậy? Thấy khó chịu quá. Chắc tại ăn không tiêu. Ây da. Ăn không tiêu thì tôi qua bên tiệm thuốc Tây, tôi mua thuốc uống vô. Ngồi nhăn nhăn gì? Cái này đâu cần thuốc thang gì. Uống nước ngọt vô á, nó ợ hơi ra là hết liền à. Uống ngọt vô, ợ ra là hết hả? Ừ. Thì tôi qua Diễm Hồng tôi mua chai nước ngọt uống vô. À cũng khỏi. Hôm qua tôi có mua một chai, tôi uống một phần nửa à, còn nửa để dưới á. Ông xuống lấy giùm tôi. Trời đất ơi, lấy không được mà sai tôi nữa. Trời ơi, tôi đang khó chịu quá, đi lấy giùm tôi đi. Tôi mệt ghê rồi, biết sai tôi như con không đẻ vậy. Sai tốn nghề. Nhớ rót vô cái ly giùm tôi luôn nghe ông Tư. Biết rồi.
ghê. Trời ơi, đó, uống đi, sáng mắt bà, tối mắt tôi, sai tối ngày ha. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì là mưa không gió vậy? Trời ơi, sao không cho tôi uống nước mắm? Nước mắm cái gì? Cái này là nước ngọt mà để ở dưới mà kêu tôi rót đó, nửa chai đó. Trời đất ơi, cái chai này chai nước mắm ông ơi. Cái chai nước ngọt tôi bỏ trong tủ lạnh kìa. Nước mắm mà tại sao bỏ vô cái chai nước ngọt? Mì á, nhà hết nước mắm rồi tôi đi mua, mà kiếm hoài không thấy cái chai nên tôi lấy chai nước ngọt tôi đổ nước mắm vô đó ông ơi. Trời thiệt là mình à, không nói nói mà luôn rồi. Đúng là ông Tư thiệt chứ. Thì chị luôn hả má? Chứ sao? Đó, bởi vậy ta nói hả, cứ được cái này thì mất cái kia hà, không có ai mà toàn vẹn hết con ơi. Mình tự biết mãn nguyện cho cái bản thân mình là cảm thấy hạnh phúc rồi con. Dạ. Bây giờ con chỉ ước con điều thôi. Con ước là anh Bảy Cò anh lo học nấu ăn, rồi anh nấu cho má con bữa thiệt là ngon. Vậy là được rồi. Thôi, đừng nha con. Với kinh nghiệm mà làm dâu mấy chục năm của má đó, hễ đàn ông mà vô bếp một cái là tao nói y như là đánh trận. Nội mà con dẹp không á là mệt xỉu luôn á. Thôi đừng có ước cái chuyện đó. Hôm nay là 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Trời ơi, mà công nhận đi lựa cái áo đẹp dễ sợ. Kiểu gì chút tươi qua nó thấy nó cũng khen cho coi. Trời. Hả? Em chưa đi làm đẹp nữa hả? Chưa, em đang chờ con Tươi nè. Con người đâu, chậm chạp dễ sợ. Anh hôm nay á, anh thấy em mặc áo có đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, em không nói, anh không để ý luôn nha. Wow, quen chồng rồi. Trời ơi, đẹp ha. Nó phải định vợ anh chứ. Vợ anh mua cái áo đẹp dễ sợ luôn. Hồi đó ngoại anh thích mặc mấy áo này lắm nè. Trời ơi, em mặc nhớ ngoại dễ sợ luôn á. Cảm ơn em nha. Nở thôi, chứ vợ anh là đẹp nhất mà. Thiệt không? Thiệt, vợ anh đẹp như là thiên thần á. Thiệt á hả? Chứ sao? Nếu mà em đẹp như thiên thần á, thì thôi, khỏi cần đi làm đẹp nữa ha. Đúng rồi, mình đẹp rồi, mình đâu cần đi làm đẹp nữa. Ở nhà chơi với anh ha. Thôi, không được. Ví dụ mà mình đã đẹp rồi á, mình phải đi làm đẹp cho đẹp hơn chứ. Anh nói chơi thôi, thì em cứ đi làm đẹp thêm đi. Với lại lâu lâu mới có ngày phụ nữ, em thích cái gì nói anh chiều hết luôn. Thiệt hả? Thiệt. Chồng của em tâm lý quá à. Anh chồng em mà. Alo, đi sao bà qua chưa? Ủa là sao? Hồi nãy bà nói đi mà giờ kêu không đi. Thiệt tình luôn á. Sao? Bẻ kèo hả? Tôi nó kỳ ghê á. Hồi nãy nó nói nó qua chở em, mà giờ nó kêu nó không đi. Kệ đi, nó không đi thì em đi mình, em đẹp hơn nó. Làm hồi nãy giờ thấy 2-3 bộ đồ luôn á. Thôi, ai đợi đi làm đẹp đi mình. Thôi nhà luôn cho khỏe. Không ấy, em qua rủ má măng đi chung cho vui. Dạ, tí má con mới qua. Ngồi đi con. Chuyện gì không con? Lại đây nè. Gì đây? Coi kìa. Cái gì vậy con? Bà
đi làm đẹp với con không? Đi thiệt hả? Đi làm đẹp với con. Đi làm đẹp hả? Gì vậy? Vì mẹ con to nhỏ gì vậy? Con nhái nó rủ tôi đi làm đẹp. Dạ đúng rồi Tía, hôm nay là 20 tháng 10 á. Thì 20 tháng 10 con nó rủ đi làm đẹp thì đi đi, chứ còn con hỏi tới hỏi lui gì nữa. Thì tôi muốn đi rồi đó, nhưng mà... Nhưng vậy gì? Ủa sao vậy má? Bộ Tía không cho má đi hả? Ê, cái đó không có nói quan tôi được nha. Tía, còn xúi má con đi làm đẹp nữa kìa. Tân trang đầu lại đi, cho nó mới mới chút. Mấy chục năm nay nhìn cũ mềm. Ừ, vậy thôi má đi với con. Ông này. Ờ thì má cũng muốn đi đó. Dạ. Nhưng mà tại... Tại cái gì? Ngại. Bà ngại sao? Đi làm đẹp rồi gặp chị xui rồi kỳ lắm. Ôi, già cả rồi giờ tự nhiên rồi đi làm rồi... Trời gặp... đất ơi, thì già mới đi làm chứ. Chứ còn trẻ còn đẹp, ai đi làm chi? Sợ chị xui bắt cười. Cười gì? Tôi nói mà, trên thế gian này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Hay vậy, con về con kêu má của con đi làm đẹp chung với má con mình luôn. Vậy là không có ai nói gì hết. Được không á? Con kêu má con đi luôn. Kêu luôn, kêu đi luôn chung với vui. Ừ, đi chung ha. Dạ, hai má con mình đi chung. Quái chết là bộ quá. Đi chứ sao không? Làm đẹp mà, ai không thích. Dạ, vậy là mình đi nha má. Phải đó, ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Tất cả phụ nữ mình phải được tôn vinh chứ. Đúng rồi, không phân biệt già trẻ, sang hèn, miễn là phụ nữ đều đáng để mơ ước. Đó, đồ kho, canh, anh nấu á. Thơm quá à. Như ngày 20 tháng 10, anh làm tặng vợ. Anh giỏi quá à. Chồng em mà. Vậy thì em phải thử mới được. Thử đi, anh tính nha. Này mà ngon á, anh mở quán luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy để thử coi. Ừ. Ừ, mở quán được không? Ừ, chắc chắn là được. Ừ. 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 Nhìn á thì thấy cũng đẹp đó. Ừ. Mấy điểm? Nếu mà nhìn thôi thì chấm 10 điểm luôn. Wow. Em ăn vô chắc cho 20 điểm luôn á. Ăn thử nhiêu? Ăn đi, ngon chắc. Nãy em thử rồi. Yeah. Ngon lắm. Ngon quá đúng không? Ngon ngoài sức tưởng tượng luôn đúng không? Trời ơi. Ngon ha? Ngon. Canh, ăn miếng canh đi. Ăn miếng canh, đây, khoan, húp miếng canh nè. Đó. Húp miếng canh. Ăn miếng canh. Ăn miếng canh, canh. Ôm, quá, ngon quá đúng không? Anh nấu mà nãy giờ anh đã ăn dụng luôn á. Nhưng mà nấu tặng em đâu dám ăn dụng. Trời ơi, sao dở ẹt vậy mà em cũng gán ăn được hay gì? Thôi nhảy ra đi. Thôi nhảy ra đi. Anh nấu khó ăn khó nuốt vậy mà sao em gán ăn hay vậy? Không phải ngon lắm á, mà tại nghẹn mẹ ăn cơm nhiều á. Thôi em đừng có nói để cho anh vui lòng. Mấy giờ thôi bỏ hết đi. Thôi anh nấu mà anh thấy còn nuốt còn không nổi nữa nói chi em. Không, em thấy ăn được á, cũng ngon á. Thôi bỏ đi nha. Hôm nay anh qua nhà thí má em á, coi có gì ăn, anh xin về ăn đỡ. Ờ, vậy được á. Thì thôi để em đi cho. Để anh đi, nghe lời, anh thương. Xong rồi. Đó, bà chỉ ngồi thôi, mọi chuyện cứ để tôi. Đây, cô bà. Đây,
của tôi. Đấy đấy, cầm cầm cầm. Hấp dẫn không? Ủa? Sao? Thôi, ông ăn hết luôn đi. Ủa gì kìa? Sao không ăn? Đang đói bụng muốn chết à. Tưởng đâu làm cái món gì ngon lắm, ai dè đâu mì gói. Nè, món này chỉ lót dạ thôi, còn món ngon tôi nấu sao mấy món lận. Mỗi lát đem lên cho bà thưởng thức. Vậy tôi ăn tạm này trước nha. Ừ. Trời, thấy không? Ồ, nè, hấp đi, đây. Ngon. Trời đất ơi, tư ếch mà nấu là món nào mới xuất sắc. Tí ma ơi, tí ma, trái rồi nè mà, tí ma. Rồi, đâu vậy? Trái, ở đâu trái? Rồi, trái ngay đâu, tới đâu? Trái bếp. Trời đất ơi, lửa mà ông thổi cái gì? Đi kiếm đồ vật, cái thổi cái gì? Ơi, trời khắp, ổ tắt rồi hả? Hình quá, trời ơi. Quà 20 tháng 10 của tôi đó. Hên quá, cuối cùng cũng gặp được đám trai. Hù hồn hù vía. Ủa, rồi sao mà mình tự nhiên nó trái tùm lum hết trơn vậy? Ông phải không? Ông tính đốt nhà phải không? Tôi đâu có điên rồi tự đi đốt nhà mình. Tại vì tôi lo đồ ăn cho bà đó, nấu cho bà ăn đó. Rồi rồi ngồi đây nè, lo nhiều chuyện mì ngon mì dở nè. Nhưng mà lý do là cũng do ông. Lo nhiều chuyện, chút xíu rồi trái rụi hết cái nhà này. Cái công sức của tôi là bao nhiêu năm nay không biết không ông Tư? Trời ơi trời, thì tại tôi quên chứ bộ. Ô mày cò đâu rồi? Thì chữa trái xong nó về rồi. Alo, bà cò, Tiến à. Cái chuyện của nay đó, không có nói cho ai biết nghe chưa. Mày mà nói ra với ai, tao bắt con gái tao về đó. Nè vợ, vợ ăn nhiều nhiều vô xíu nha. Để nó lột thịt tiếp cho. Cảm ơn anh. Ừ, ăn đi. Vợ, vợ ăn đi vợ, ăn nguyên con đi nha. Nè, anh lột thịt rồi nè, em cắn nè. Không được, làm gì không được. Tôi già rồi, tôi hơi yếu. Răng cỏ rồi nó không có cứng cáp như bãi nha. Thôi thông cảm nha. Thôi để con lột thịt cho má ăn luôn cho nha. Nè, cắn cái mắt. Mày làm cái kiểu đó, lát mày về hậu quả nó tía mang tội nghiệp tía con. Dạ con sẵn tài tía ơi, không có gì hết. Ủa sao bữa nay hai đứa qua đột xuất vậy, đột ngột quá vậy? Dạ tại có sự cố bất ngờ tía ơi. Mai mốt có qua báo trước nha, đừng tao biết nó nấu cơm nhiều chút. Dạ. Bữa nay hai đứa ăn thấy sao, ngon không? Dạ, tuyệt vời luôn má. Trời ơi, vợ ông định dễ sợ luôn. Hôm nay con trừ điểm má nha, nấu hơi mặn, muối hơi nhiều quá mặn. Anh này, mày gan quá con. Dạ. Bữa nay đích thân tía mày xuống bếp nấu cho má đó, ngày 20 tháng 10 đó. Ủa, tía nấu thiệt hả tía? Ủa gì chứ ai? Con nói lộn, hôm nay đồ ăn mặn đậm đà ngon thiệt. Công nhận hôm nay đồ ăn ngon thiệt tía ơi. Phải mày không bảy con? Trời đất ơi, lần đầu tiên con thấy anh trở mặt vậy luôn á. Đúng á, nãy trở mặt lẹ, trở như trở bánh tráng. Lâu lâu anh ăn mặn chút xíu nó ngon, nó đậm cái chất. Thôi ăn đi. Dạ. Ba tôi dặn nè, không có đi rêu ra cái xóm này tao biết được, tao cự tôi đó nghe. Ủa gì? Hả? Ai mà dám cùi tía, người ta biết người ta ngưỡng mộ hết thôi chứ. Dạ. Phải không con? Phải. Ba tía. Hả? Bữa nào rảnh á, tí chỉ anh bảy cò con khóa đi. Chứ mỗi lần anh xuống bếp anh xã không ai chịu nổi hết. Ăn đi, không nhiều quá. Rồi, bữa nào kêu nó qua đây đi, mình tí chuyện nghề lại cho. Sau này hai tí con mình làm nô lệ.
Công nhận Tèo đẹp trai càng ngày càng lên tay. Xe hư chỗ nào sửa cũng được. Còn giờ xe hư cỡ nào vô tay Tèo là vô tiệm sắc dụng luôn. Vô duyên. Ê, hôm nay chủ nhật được nghỉ, đi câu cá không? Không. Sao vậy? Mày đi dắt lúa mướn mày còn thứ bảy chủ nhật. Tao phải tự chạy xe ôm rồi đi học sửa xe để mà mơi mốt còn ra nghề sửa nữa. Có thứ bảy chủ nhật gì? Đừng bao giờ khi dễ Long Xì Ke nha. Long Xì Ke bây giờ là khác xưa rồi. Ngày xưa tao đi dắt lúa mướn thôi. Bây giờ là tao chỉ ngồi là tao đếm gạo để cho người ta dắt lên xe thôi. Gì là lên chức rồi hả? Tao trịnh trọng tuyên bố biết tao đã lên chức thủ kho rồi đó. Ồ, vậy là thủ kho to hơn thủ trưởng rồi nghe. Hay quá mày ơi. Không ngờ thằng bạn hiền năm nào của tôi giờ lên chức rồi. Chúc mừng nha. Mày biết sao không? Lúc dắt lúa ông chủ cũng thấy tôi cố gắng, cho nên á ông đầu tư cho tôi đi học thêm bổ túc, rồi xong đề bạt tôi lên thủ kho đó. Vậy là tại mày cũng phải có kiên trì rồi có cố gắng rồi này kia thì ông mới thương mày, ông mới giúp đỡ. Ông sống rất tình nghĩa nha, và đặc biệt rất là hiểu chuyện. Ông Thời cố ý về đây tổ chức hội thảo nông nghiệp cho bà con. Ông cũng là một cái duyên tạo điều kiện cho mình gặp lại Diễm Hồng. Lần này nhất định mình sẽ không tránh mặt cổ nữa. Ê, ông chủ mày có con gái không? Có sao không? Hai đứa con gái luôn. Nhưng mà con chị á thì đi lấy chồng rồi, còn một con em. Rồi, vậy là ổng chấm mày làm ghế rồi chứ không đâu chứ mày ơi. Thôi, tao không có dám nghĩ sâu xa vậy đâu. Với lại tao cũng biết thân phận của tao mà, không dám mơ đâu. Nói gì vậy? Mày thân phận mày sao? Mày nói vậy tao cũng như mày. Tao cũng thân chạy xe ôm, thân cũng đi sửa xe chứ có ngon lành gì. Không lẽ vậy rồi ế suốt đời sao? Bỏ đi, đi câu cá không? Về làm cái lẩu nhậu chơi. Ăn lẩu thì được nhưng mà không có nhậu đâu. Ủa sao vậy? Mỗi khi nhậu mà. Thì giờ phải bỏ bớt chứ mày. Rồi phải tu trí làm ăn, gán chạy xe ôm, gán học sửa xe cho ra nghề, làm kiếm tiền, còn cứ vợ nữa chứ. À, tao nhớ rồi. Mục đích của mày là em đâm gạo đúng không? Ừ. Ai ăn nhậu chơi bời tối ngày với tụi bay, biết chừng nào mới có người yêu có vợ. Thôi, vậy giờ để tao về tao lấy đồ tao đi mình tao. Khi nào được cá tao gọi mày qua ăn lẩu ha. Ok bạn Hiền. Ok bye bye Tèo Sơm. Chào Long Thủ Kho. Ủa, cái dáng này sao giống Hồng Sức của ta? Mà nó đang đi tù mà. Sức. À, Sức không Sức? Sức. 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 Đuổi, đuổi. Mày đây rồi. Trời ơi, sao bữa giờ mày ra tù mày không nói cho tao biết? Mày nói nhỏ thôi, nói lớn cho thiên hạ biết hay gì. Trời ơi, ở đây á, đâu ai biết mày mới ra tù đâu. Đó, mày nói đó cho người ta biết á. Ủa, sao mặt mày xanh lè vậy? Tao đói, mà với lại mấy bữa này tao có ăn gì đâu. Bữa giờ mày không ăn gì luôn hả? Thôi thôi thôi, đi, tao dắt mày đi ăn. Ủa sao dạo này nhiều người lạ về xứ xẻo lá này ghê nha. Dạ, chào anh ạ. Xin lỗi anh tìm ai vậy? Dạ, nhờ anh chỉ đường tới quán cà phê của cô Diễm Hồng á. À, tìm quán cà phê bà Hồng hả? Dạ. Vậy dạ. Đi, tôi cũng đi uống cà phê nữa nè. Vậy may quá. Hôm nay cũng có nhiều người về đây tìm quán cà phê cô Hồng lắm. Ủa, còn có người khác tìm cô Hồng nữa hả anh? Có ông Thời, ông về đây ông mở hội thảo nông nghiệp nè. Ông là bạn cũ của bà Hồng đó. Ông Thời đó cũng là bạn của tôi luôn á. Vậy đó hả? Tôi, ông Thời với cô Hồng là bạn học chung thời cấp 3. Vậy đó hả? Dạ. Ông đừng có nói ông là Âu Thiên Vũ nghe.
Trên đời này còn có nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đó anh. Tôi là Vũ đó. Vũ đó hả? Dạ. Là bạn tri kỷ của cô Hồng hả? Trời đất ơi, bà Hồng có đợi ông mấy chục năm nay đó. Đi với tôi. Đi. Dạ. Sao? Ngon không? Ừ. Ngon. Ngon lắm. No nữa. Quán cơm ở đây á là nổi tiếng ngon nhất vùng Sáu Lá rồi đó. Trời, cảm ơn mày nha. Tốn tao quá. Anh em mà ơn nghĩa cái gì? Mày ăn gì mày kêu thêm đi. Thôi, đừng kêu nữa. Tao no lắm rồi. Mà từ khi tao ra tù á, tao cảm thấy cuộc sống tao bế tắc quá mày ơi. Tao phải đối mặt với gia đình, hàng xóm, kể cả bạn bè tao đều xa lánh hết á. Họ nghĩ tao là ngựa quay đường cũ nên đâu dám chơi với tao đâu. Một cái vết đen á khó có thể nào rửa sạch một ngày một bữa lận. Quan trọng á, mày phải chứng minh cho mọi người thấy là mày đã thay đổi, hãy trở thành một người lương thiện. Trong tù á thâm thiết nhiều điều lắm mày ơi. Về đêm á tao cứ gác tay lên trán hoài à, suy nghĩ những lỗi lầm mà tao gây ra, cảm thấy ăn năn hối cải lắm. Tao cảm nhận được giá trị cuộc sống tự do bên ngoài á, nó đáng quý như thế nào mà. Con người mà, quan trọng nhất á là sự tự do. Cho nên phải cố gắng lên đi. Trước tiên mày hãy đi kiếm một công việc gì đó làm đi. Làm lại thành một con người lương thiện. Mày biết rồi đó, nghiện ngập là bạn, trộm cướp là nghề mà. Ban đầu tao ra tù á, tao sợ gặp mấy đứa anh em trong giới á rủ rê tao và con đường tội lỗi. Tao khó mà thoát được lắm. Mày suy nghĩ vậy là đúng đó. Bây giờ á, hãy kiếm một cái công việc nào đàng hoàng mà làm. Dù nghèo nhưng cảm thấy cuộc sống nó thoải mái là được rồi. Mày nói thì dễ lắm, mà làm được hay không á là một chuyện khác nữa. Sao vậy? Mày nhìn tao đi, thằng mới ra tù á, xin chỗ nào đâu có ai nhận đâu. Có khi á, tao có gì trong bụng hết á, tao toàn là lượm đồ ăn dư thừa của người ta kia kìa. Từ sáng đến tối á, tao chỉ biết nằm mình nằm, trôi qua ngày, chả làm được gì hết á. Nghe câu chuyện mày kể á, tao thấy y chang tao hồi xưa vậy. Lúc tao mới về đây á, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho nên tao hiểu. Long à, bần cùng xin đầu tặc mà. Tao đói quá, tao quyết định đi tìm anh em trong giới với giang hồ để xin làm bảo kê, đòi nợ mướn, để kiếm tiền sống qua ngày. Mày quay lại đường cũ hả? Nhưng mà rốt cuộc nó đánh đập tao nông nổi như thế này nè. Bây giờ tao không khác gì thằng trôi sông lạc chợ, nên tao trôi dạt vào đây. Làm lỡ ngày cứ nói tiếp làm lỡ khác. Mày cứ như vậy hoài á thì mày không bao giờ thoát nổi cảnh tù tội đâu. Mày có muốn người ta lúc nào cũng chê cười mày, rồi mày phải sống trốn chui trốn nhủi như những con chuột hả? Thôi, hay là mày về đây đi, rồi tao xin mày vô công ty của tao làm vắt lúa. Quay đầu đi sức ơi, mày cứ như vậy hoài á, tương lai mày mịt mù lắm. Tao nghĩ tao không làm được đâu mày ơi. Sao vậy? Tao sợ tao là không được liên lụy tới mày nữa. Mày cứ lo, ông chủ của tao á, ổng rất là hiền, và đặc biệt ổng rất là hiểu chuyện nha. Thôi, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ mày ngồi đây mày chờ tao nha. Tao chạy lại chỗ cũ á, tao lấy cái cần câu, rồi xong rồi tao mày đi câu cá. Rồi tối nay làm một cái lẩu, tao sẽ rủ anh em ở trong xóm về nhậu ha. Mày tốt với tao quá, cảm ơn mày nha. Cố gắng lên, tao đi nha. Ngày ấy đâu rồi, người đã xa rồi, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại một thuở đam mê, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại một thuở đam mê.
người ấy đâu rồi. Đây 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 có. Anh hai. Vô đây vô đây vô đây. Có không? Dạ. Nhớ ai không? Em có khỏe không? Tôi gặp ông ở ngoài đường á, tôi dẫn về đây cho cô đó. Lâu lắm gặp lại em, nhìn em vẫn còn đẹp như xưa đó. Hoàng hôn xế chiều rồi, đẹp gì nữa. Tôi nói thiệt nha, cà phê cô Hồng ở đây đó là ngon ngọt nhất đó chú. Thì bỏ nhiều đường sẽ ngọt là anh ơi. Nhưng mà theo tôi thấy giọng cô chủ quán còn ngọt hơn đường nữa anh hai. Anh nói quá rồi, chứ lòng tôi đắng lắm. Đắng như cà phê nguyên chất không đường gì đó. Đắng thì bỏ đường nhiều vô thì nó ngọt thôi chứ có gì. Cô bộ chú Vũ đây á cũng thích cà phê của cô Hồng dữ ha. Dạ, chẳng những tôi thích mà tôi còn ghiền nữa. Cô Hồng, vậy từ đây sắp tới á có thêm một khách sộp nữa đó nghe. Em vào trong pha cho anh ly cà phê đây, đừng bỏ đường. Dạ. Tôi đường nhiều nghe. Một đường nhiều, hai không đường. Chú cũng khéo chồng cây sư dữ ha, mấy chục năm rồi. Không giấu gì anh, trước đây tôi đã từng lầm lỗi với cô Hồng. Vừa rồi có anh Thời về đây, biết được cô Hồng đang còn chờ tôi, cho nên tôi hay tôi về đây liền đó. Thấy cổ vậy đó chứ tốt bụng lắm nghe. Có bao giờ mà cổ nói cái chuyện này với ai đâu. Lần này anh về đây nhớ bù đắp lại cho cổ. Hy vọng lần này tôi về cô ấy sẽ cho tôi cơ hội. Nếu mà chú không tiến tới thì chú thật là có lỗi với cổ. Tôi biết mà. Dạ, đây cà phê đường ngọt của anh. Rồi, cảm ơn cô. Đây, cà phê đắng của ông. Mùi thơm không nồng, không thô bạo. Ủa cà phê sao có thô bạo đấy? Ý tôi là mùi vị này rất nhẹ nhàng, dịu dàng, sâu lắng, nhưng nó rất tinh tế. Mùi thơm này nó quyến rũ lòng người, để cho con người ta suốt ngày nhớ mong da diết. Như vậy mới đúng là cà phê ngon đó anh. Anh thưởng thức cà phê mà tôi nghe đuối luôn vậy đó. Quán Diễm Hồng xưa nay nổi tiếng chung thủy, từ trước đến giờ chỉ có một loại cà phê này thôi. Nói tóm lại đó là cà phê không có hóa chất, cà phê sạch đó. Đúng rồi, chỉ có anh hai là hiểu nhất thôi ạ. Vị đắng, cà phê không đường phải đắng chứ. Ẩn sau vị đắng là một vị chua. Ủa, có vị chua hả? Sao sao tôi không có biết vậy? Vị chua này nó hòa quyện với vị đắng thì cà phê nó mới ngon. Đúng là người biết thưởng thức cà phê có khác. Còn người mà kê ống hút hút cái rẹt hết đó là nhà quê đúng không cô? Không có, không có. Em không có ý đó anh hai. Hay quá Tèo ơi, hay thiệt chứ. Ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp.
bớt người ta cướp. Cái gì vậy Tèo? Cái gì mày làm đứng mày la lại vậy? Ăn gì? Ăn cướp. Hả? Ăn cướp cái gì vậy? Chiếc xe. Chết rồi thấy chưa? Ủa xe mày còn mà? Không phải, không phải, chiếc xe của con Sinh. Nãy nó đi chợ, xe nó hư, tao kêu nó đậu đây đi, tao sửa giùm cho. Tao mới sửa xong cái tao quay lên đây cái cướp. Trời ơi chết rồi. Tao biết ai rồi, mày lấy xe chở tao vô lên. Nhanh lên. Mày quen với thằng cướp đúng không? Mày khùng hả? Nhanh lên không kịp bây giờ. Nó chính nó chạy hướng này nè. Vé số. Vé số hả chú? Còn nhiều vé số không? Còn nhiều. Sắp tới giờ sổ số rồi mà sao còn nhiều quá vậy? Hôm nay cái chân tôi nó đau quá, tôi đi không được, thành ra còn quá trời đó. À, để con giúp bà luôn. Chết, con quên em tiền rồi. À, nhà con gần đây chắc con chở bà về, con mua hết cho. Được không? Thôi, nhà con gần đây à, bà lên xe đi. Cảm ơn chú nha. Có gì đâu. Sao? Nãy giờ lội một vòng xung quanh xóm á, thấy ruộng vườn, ao chuồng của bà con, thấy có khả quan không? Phải công nhận, lần này trở về thấy bà con mình làm ăn có những cái mô hình, những cái dự án á, phải công nhận là hiện đại quá anh ha. Hồi xưa bà con nông dân mình cực khổ lắm, tay lắm chân bùn, dầm mưa dễ nắng. Bây giờ nông thôn phát triển, đời sống bà con thấm khá lên, thấy cũng mừng. Cô Hồng cũng vậy. Hồi đó cô Hồng á, cô còn làm ruộng á, cũng cực khổ lắm nghe. Từ ngày mở cái quán mày đầu đường tới giờ á, đời sống thấy khá lên, thấy cũng mừng cho cổ. Phải chi cô Hồng bây giờ còn làm nông nghiệp á, chắc tôi sẽ hỗ trợ cô ấy từ A tới Z, giúp đỡ cô ấy hết mình luôn đó anh. Thiệt không? Tôi nói thiệt mà. Tôi nghe ông Thời nói đợt này chú tính về ở luôn như này phải không? Tôi cũng tính như vậy đó anh, nhưng mà bây giờ công việc trên Sài Gòn còn lu bu quá, để tôi sắp xếp xong cái đã. Nói gì thì nói, chứ đi đâu đi đâu bằng quê hương xứ sở của mình. Ở cái xứ Sẹo Lá này á, thấy vậy đó chứ bà con hiền lành chất phác lắm, thủy chung nữa. Nhất là cái cô chủ quán cà phê đó, chờ đợi mấy chục năm rồi bắt cái gì không về. Anh hai cứ chọc em hoài. Ủa sao nãy giờ đi hoài không thấy nhà đâu hết vậy? Nhà nào khôn hồn đưa hết giấy số và tiền ở đây. Để không nói nhiều, đưa đây. Nó không giấy số của tôi, bắn người ta. Bằng cướp, nó cướp giấy số của tôi. Ê, mà tao nghĩ chiếc xe đó nó gần hết xăng rồi, chắc nó không có chạy xa được đâu. Ôi, hai mày dừng lại đi. Dừng đi, dừng đi. Cái xe mày gần hết xăng rồi, bây giờ tao sẽ gọi công an chặn đầu cho nó kịp. Ờ. Cái gì? Mày tôi ăn cướp giấy số của tôi kìa. Ê, mày có còn là con người không mày? Mày nhìn người ta giả cả đi bán giấy số, mà mày nỡ đồng nào mày cướp giật mày coi được không? Hết ngày làm hả? Ê, Long, mày có nghe tiếng ai la ầm sầm không? Mày thanh niên trai chém làm ăn kia coi được không? Đó. Ê, hình như tiếng của chú Hai. Ở bên kia kìa. Ê, nhanh lên. Gì á? Hình như nó giật kinh phong kìa. Kệ nó đi, từ từ còn nó tỉnh à. Gì vậy chú Hai? Có chuyện gì vậy chú Hai? Nè, coi đi, nó thằng này nó giật vé số bà già đó. Ê, chú Hai ơi, hình như nó bị giật kinh phong rồi chú Hai. Ê Long, mày kiếm cái khăn á, tao nhét vô trong miệng nó, không thôi nó cắn lưỡi nó chết á. Không được, đừng làm vậy. Người ta đang bị động kinh, hàm răng nó cắn chặt vậy làm sao mà nó cắn lưỡi được. Tụi bay cãi ra cãi vô đó,
rồi nhỏ chanh mày đặt vô nó nghe, rồi nó sặc hột chanh vô trong phổi nó chết á. Để nguyên vậy đi, hồi nó hết à. Vậy thôi để con chở đi bệnh viện đi. Mày khỏi đi. Cứ để cho nó giật một hồi nó mệt là nó suy nghĩ à. Sức. Mày đừng có diễn nữa. Bộ làm người bình thường, sống có ích cho xã hội, đối với mày là khó lắm hả Sức? Bây giờ mày ngồi dậy chưa? Mày có nhắm mày giả đi hết cả cuộc đời của mày không? Ngồi dậy chưa? Ngồi dậy. Ê. Ủa? Mày biết nó hả Long? Dạ, nó bạn của con đó chú. Nó vừa mới ra tù. Bữa giờ con hết lời khuyên ngăn nó, con cứ tưởng nó thay đổi rồi. Nhưng mà ai ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Cháu xin lỗi, tại cháu đói quá cháu làm bậy. Nói cái gì? Thanh niên trai tráng như mày thì mới tìm công việc làm, ăn lương thiện đàng hoàng chứ. Mày có người ta già cả thế này nè, đang từng tấm giấy số để nuôi cháu nội cháu ngoại người ta đi học nữa. Rồi mày nỡ lòng nào mày giật có bả gì mày coi được không? Giải lên công an đi. Long ơi, tao biết sao là Long ơi. Nói chú hai đừng cho tao vô tù Long ơi. Tao không vô nữa Long ơi. Chú ơi, mình có thể bỏ qua cho nó một lần nữa được không chú? Thôi mày đưa lên công an đi, để công an người ta xử lý. Nè, lên công an thành thật khai báo đi, rồi tội nó nhẹ hơn. Đúng rồi đó, phải đưa nó lên công an, nó ăn cắp chiếc xe của con Sinh của đàn sữa nữa chú hai. Thôi, bây giờ mày nghe lời mấy chú đi. Tao dắt mày đi lên công an trình diện, rồi từ từ tính tiếp. Chú hai ơi, Long ơi. Đi đi. Tao chở nó đi đi. Thôi tao không đi đâu. Đi đi, thằng Thèo dẫn đi đi. Không đi đâu. Tao không đi đâu. Ê, để tao đi lên công an với mày, tao lấy lời khai. Mày lấy lời khai gì công an, tao lấy chứ mày mẫn gì lấy lời khai tao được. Con khai cho tao lấy. Thôi lên chỉnh khai đi, báo đi. Chú hai, ở lại coi chừng chiếc xe của con Sinh nha. Biết rồi. Đi đi. Tao lên. Con ba, con đưa bán giấy số đi. Dạ. Anh hai, bây giờ trời cũng chiều rồi, sắp tới giờ xấu số rồi. Hay là anh em mình á, mua giấy số giúp bà đi, tội nghiệp bà. Còn một cọc này để bán biết chừng nào hết. Thôi được rồi, để tôi mua giùm cho. Dạ, cảm ơn hai chú nhiều. Tôi chú hùng tiền lại mua cho bà đi. Còn bao nhiêu tiền đó, gửi bà hết luôn. Dạ, đúng. Khổ trăm chiều thiệt chứ. Bởi ông bà mình nói đúng mà, nghèo thì khổ. Dạ, tiếp. Ừ. Tiếp. Sao con? Ba lúa thóc năm nay sao? Dạ, quá tốt. Con nhìn thấy hả, quằn bông luôn á tiếp. Mày nói quá, lúa mới đồng đồng. Rồi nó chỗ cả tháng trời nó mới quằn bông rồi nó mới đỏ đuôi nó mới chín mới gặt được chứ. Đứng cái nó đủ thứ chứ đâu mới đây mà quằn bông. Tại em thấy bông nó chỗ chịu hạt lắm tiếp. Vậy là năm nay trúng mùa phải không? Rồi chúc mừng nha. Dạ. Ráng đi, nghề nông mình nó cực khổ vậy đó, còn theo thời tiết nữa. Cố gắng chăm sóc làm, quan tâm tới nó, nó đền đáp lại cho mình vậy thôi. Dạ con biết rồi tiếp. Mỗi năm á, bỏ ba cái lúa đi, rồi trồng ba cái ớt, ba cái khoai, ba cái đồ này kia, bị thất bại thấy không? Bán không được, ai cũng ủng trồng ớt, rồi ớt rẻ mạt luôn. Dạ, con biết rồi tiếp. Bởi vậy, con mới quay lại làm ruộng nè tiếp. Đi đúng đường, đúng hướng, nghề truyền thống của mình mà. Thì đúng rồi, cái nghề của mình á, là cái nghề làm ruộng. Dạ. Cái nghề trồng lúa, thấy không? Thì mình cứ bám theo đó đi. Đó, mình bỏ ruộng lúa, chứ ruộng lúa nó đâu có bỏ mình đâu. Mặc dù nó không khá giả, nhưng mà nó đủ sống, nó không đến nỗi nào. Quen quen ta. Dạ, con thưa chú hai con mới về. Ủa cậu là ai vậy? Dạ,
Con là Tấn, con của Nhất Sức nè chú. Trời đất ơi, thằng Tấn này hả? Dạ. Rồi mày đi đâu mấy năm nay mất biệt không thấy gì xứ mày? Dạ con đi khắp nơi luôn chú Hai ơi. Trời Phật ơi, tí mày khỏe không? Dạ tí không mất rồi chú Hai. Trời đất ơi, bệnh sao vậy? Dạ tía con bị ung thư. Tội nghiệp không? Thôi vô nhà chú. Đi. Đó rồi con. Ngồi uống trà chơi. Về để chơi hay là có công việc gì không? Dạ con định về luôn á chú Hai. Vậy đó hả? Dạ. Đợt này con về làm nông lại. Đúng rồi đó. Mấy đứa bay hồi nhỏ không có đi học, rồi bây giờ cũng có nghề ngỗng gì. Thôi đi về làm ruộng đi. Thấy không? Ruộng vườn ông bà để lại, hồi nhỏ tới lớn làm ruộng rồi. Bây giờ về làm ruộng đi, tiếp tục nghề cũ nha. Dạ chú Hai thấy con vậy sao làm ruộng nổi chú Hai? Ủa nãy mày nói mày làm nông mà không làm ruộng mà làm gì? Dạ con định á là đi thu gom lúa gạo của bà con. Vậy đó hả? Dạ. Ở nó có vốn mà làm nghề đó cũng được. Cũng được đi. Dạ. Thấy con về đây gắn bó với quê hương xứ sở mình vậy chú Hai cũng mừng. Con đi xa con cũng nhớ quê mình lắm chú Hai. Với lại nhớ mùi rơm rạ dưới quê mình nữa. Vậy đó hả? Dạ. Thôi con ghé ngang thăm chú Hai chút. Giờ con về bển dọn dẹp nhà cửa nữa. Ừ thôi về dọn dẹp nhà cửa đi, làm cỏ xung quanh đó cho nó sạch sẽ ở nha. Dạ chú Hai con về. Rồi. Ai vậy? Thằng Tấn đó bà. Thằng Tấn. Ừ. Lúa sao rồi ạ? Chín hết rồi em. Cũng tới ngày gần cắt lúa rồi đó. Ừ, đợt này anh không bán cho mấy người cũ nữa, mà anh bán cho thằng Tấn. Tấn nào? Tấn bạn học cũ anh. Hồi lúc trước nó cũng ở đây nè, mà do hoàn cảnh gia đình sao á, thế đi nơi khác sinh sống. Ừ, thôi bán ai được đó thì bán. Nhưng mà cái người đó là phải buôn bán đường hoàng không? Bán đúng giá đúng ký đó. Em yên tâm đi, cái thằng này á, nó ăn lúa gạo sớm mình á, là từ nhỏ tới lớn mà. Dạ, chào chú Hai. Ừ. Chà, ở đâu có hai cái lóc ngon ta? Con mới đi câu được hai cá chú Hai, con đem qua biếu chú Hai ăn lấy thảo. Chà, cái này con nấu canh, con kho tộ là số dách nha. Rồi, cái này mà kho tộ á, thêm chút tiêu nữa là hết sảy chú Hai. Hả? Dạ, con biếu chú Hai. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Ngồi uống nước đi. Dạ thôi, con đi mua lúa gần đây nên con đi luôn nha chú Hai. Dạ rồi. Bữa nay ăn mặc ra vẻ nông dân dữ mày. Dạ, thưa chú Hai đi. Rồi, cảm ơn nha. Thằng có bộ vợ này chịu làm ăn dữ nghe. Cũng mừng. Thấy sao không? Chẳng sao gì. Cứ để cho nó làm đi. Hả? À, cho bà hai cá nữa. Mèn ơi, thằng nhỏ coi vậy mà giỏi dữ hen. Trời đất ơi, trai xéo lá mà. Ăn giỏi, làm giỏi chứ. Ờ, tôi cũng trông cho nó được vậy thôi. Nhìn ngon ghê á, thôi để tôi vô tôi làm cái nha. Vô kiếm gì nấu canh ăn bà ơi. Biết rồi. Ai 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 tèo đẹp trai mà mang dép lào. Ai 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 tèo đẹp trai mà mang dép lào. Ai 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 tèo đẹp. Ê, tèo. Ờ, đâu hả? Đi mần chứ đâu mày. Có gai về mần cò lúa luôn hả? Ừ, cũng kha khá, đủ sống rồi mày ơi. Ờ. À. Ê, mà thôi, tao đi mần nha. Ờ, à, đi đi. Ừ. Nhảy, nhảy, nhảy.
Dạ. Nói nghe nè. Làm sao? Gì vậy anh Tèo? Em biết vụ gì chưa? Thằng Tấn con chú Nhất về rồi. À, em biết rồi. Mà làm sao? Thì nó về để nó làm cò lúa á. Đúng rồi, em biết làm cò lúa mà. Nhưng mà đâu liên quan tới em đâu. Sao em tính bơ vậy? Em quên rồi hả? Em quên là hồi xưa lúc mà nó còn ở đây nè, nó cá độ rồi nó đánh đề rồi nó đi lừa gạt hết người này tới người kia, thiếu nợ thiếu nần rồi nó mới trốn đi. Giờ nó về thế nào cũng có chuyện à. Anh nói là để cho về em nhắc với bảy cọ á. Bảy cọ chuẩn bị bằng lúa rồi. Thế nào Tấn nó cũng lãng vãng rồi nó to nhỏ với bảy cọ cho coi. Đó. Lần này nó về là thế nào cũng có chuyện à. Thiệt. Em phải tỉnh táo. Thằng Tấn nhìn vậy chứ không có tin được đâu. Người ta nói là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời mà. Giờ nó về thế nào cũng lừa gạt thêm cú nữa à. Giờ em về á, rồi em gặp ai trong xóm này em nói hết. Em nói với người này người kia cho người ta đề phòng. Nhưng mà anh Mỹ Cò với ảnh là bạn thân với nhau. Thân thì thân chứ nó sao mình biết được nó làm sao. Sao là sao? Chuyện gì là chuyện gì? Hả? Dạ. Chú Hai. Dạ biết. Chụm đầu châu mỏ là nhiều chuyện cái gì đây? Tí mới đâu về vậy? Tí ra ruộng coi ta cắt lúa xong chưa? Còn con xách vỏ đi chợ xong đi chợ đi. Nghe lời thằng Tèo ở đây mà nhiều chuyện nữa. Dạ, vậy giờ con đi liền. Thưa tí con đi. Đi đi. Dạ, thưa anh Tèo đi. Thưa cái gì? Thằng Tèo mày cũng thưa nó đi chợ là thưa cái gì? Còn mày nha, ta nói rồi đó. Nổi tiếng nhiều chuyện xứ này. Công chuyện của mày đó thì mày lo đi. Còn cái chuyện của thằng Tấn á, để nó lo. Bày đặt nói vô nói ra rồi nó xáo trộn cái sống này nữa. Dạ, biết rồi. Ừ, tao nói vậy đó. Mệt lắm quá. Em phải tỉnh táo. Thằng Tấn nhìn vậy chứ không có tin được đâu. Người ta nói là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời mà. Giờ nó về thế nào cũng lừa gạt thêm cú nữa. Đi chợ về rồi hả em? Tiền nè. Mà tiền gì? Tiền cọc lúa của thằng Tấn. Nhiêu vậy? 4 triệu. Thằng này nó được lắm nha em. Nó mua bên mình giá cao hơn mấy chỗ khác. Câu 1 ký mấy trăm đồng. Nếu mà 1 tấn là mấy triệu bạc. Ủa? Dạ, thưa tí má con mới qua. Vợ mày đâu? Dạ, vợ con ẵm nhỏ về bên ngoài. Làm lúa rồi hả? Dạ, con bán thẳng trên ruộng luôn tiếp. Thế đó hả? Đã hen. Dạ. Nó ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mở mắt mà. Con định qua đây chơi tí má chút xíu rồi đi trả tiền phân bón. Vậy con đi trả tiền phân bón đi ghé chơi sao? Ông này nó mới qua để nó nghỉ chút đã. Cái gì chơi xong trả cho người ta xong đi. Để ta ngồi nhà ta trông người ta chờ mình. Dạ vậy thôi để anh đi trả tiền phân bón. Thưa tí má anh đi. Ông lãng gì. Nhỏ chưa kịp nghỉ ngơi vậy tự nhiên mới qua biểu đi à. Trời ơi cầm tiền đi trả người ta. Bà biết cái tâm lý mình thiếu nợ người ta. Người ta cho bà mượn tiền đi. Nghe bà bán lúa. Người ta ngồi nhà người ta trông người ta chờ mình. Để trả người ta trả đi. Rồi về đây chơi bao lâu cũng được. Ủa ai vậy? Bác hãy vô chơi con. Tấn dạ, hả? Thưa chú thím con mới qua. Có chuyện gì không? Chú thím cho con hỏi bảy cò đâu chú thím? Bảy cò nó mới đi trả tiền phân ra nè. Dạ vậy thôi con đi kiếm bảy cò có chút chuyện riêng cái nha chú thím. Con xin phép chú thím con đi. Ủa nó kiếm bảy cò chi vậy ông? Mày làm gì gấp gấp dữ ta? Giờ tôi kẹt quá, ông cho tôi mượn xe ra thương lượng với anh ta nha. Rồi còn tiền lúa bữa hôm nữa cho tôi mượn lại luôn nha. Chị nhỏ, xe nè, lấy đi.
Tiền nè, ông cứ giữ đi, rồi đưa cho thương lái để cho người ta gom đủ một chuyến. Tôi sẽ tranh thủ trả ông sớm. Chuyện nhỏ mà. Ok, tôi đi nha. Để đi, đợi nóng lên. Ngại anh em mình không à. Alo, có tiệm cầm đồ không? Tao mới có được chiếc xe ngon lắm nè. Rồi rồi, nhưng mà giá cao một xíu đó. Tao qua liền. Trời trời, con mà kiếm được đó giá con xử nó tại chỗ luôn đó chú hai. Mày nói đích lại đi, đang chạy xe đó. Mày dạo này nói nhiều quá. Con tức mà. Mày cấm hỏng lại đi. Alo, mày đang đâu vậy? Tao mới cầm xe xong nè. Rồi, ở đó đi, đợi tao một xíu, ra trả tiền mày liền nè. Chú hai, chú hai, hình như nó kìa. Từ từ thôi. Tèo. Ê, ê. Tèo. Mày, mày, dám chạy hả? Tao nói cho mày biết, mấy cái bữa mà mày mới về á, tao gặp mày là thấy mặt mày không có cảm tình rồi. Mày về đây đâu có tốt lành gì. Mày tính mày trốn biệt xứ vài năm, mày tính đâu mày về đây cho bà con người ta quên cái chuyện ngày xưa, rồi mày về đây mày làm một cú nữa hả mày? Hả? Buông nó ra đi. Chú Hai để con. Nè, tao nói cho mày biết, mày khỏi còn giấu. Tao biết là chiếc xe của con bảy cò mày đem đi cầm rồi đúng không? Giờ mày khai không? Không khai là tao đục vô mặt mày á. Tao kêu mày buông nó ra. Mày buông tao đục mày giờ đó. Chú Hai, buông ra đi. Xe con bảy cò. Kệ nó, mất của không có tiếc, mà mất lòng tin ở con người mới đáng tiếc. Anh sao khuya rồi, ổng vô ngủ đi, ngồi đây chi nữa. Anh cho anh Tấn mượn xe rồi chiều giờ. Giờ nó chưa chịu về nữa. Không biết nó có bị lạc đường hay là sao không mà anh điện thoại hoài nó không được luôn á. Trời đất ơi, anh cho anh Tấn mượn xe từ chiều tới giờ. Có chuyện rồi Tiếp. Chuyện gì? Dạ anh Tấn bạn con á. Hồi chiều qua giờ nó mượn xe con, đến giờ mà điện thoại nó không được. Chuyện nó tao biết rồi. Ủa sao Tiếp biết? Sao? Anh. Hử? Anh còn cho ổng mượn gì nữa không? 4 triệu tiền cọc á. 4 triệu? Nghi quá anh mới còn á. Anh cho ổng mượn sao anh không nói em tiếng nào hết vậy? Tại vì... Hử? Bởi nó thấy bạn bè thằng kia cũng năn nỉ quá, nó tội nghiệp nó cho mượn vậy thôi, nhưng mà cũng không có mất mát gì đâu. Anh ghê quá. Thì
nó mượn tiền cọc của mình, nó đưa cho thương lái khác. Nhưng mà bây giờ anh đang lo là không biết nó có tai nạn gì không, có sao không nữa. Anh còn lo cho ổng nữa. Ổng ăn gan trời mà, cờ bạc, đề đóm, cái gì mà ổng không chơi. Ổng không hại người ta là thôi chứ, ai mà dám hại ổng. Nhảy, em đừng nói vậy nha. Dù gì nó cũng là bạn thân với anh từ nhỏ, anh tin tưởng nó không bao giờ hại anh đâu. Con nhá nó là vợ, nó lo lắng cho con vậy cũng đúng rồi. Mà con nữa. Dạ. Cũng đừng lo lắng chi. Mà tí cứ ngồi đây chờ đi. Coi chừng họ nó tới vậy đó, tí cũng đang đợi nó nè. Đó, em thấy chưa? Nói không chịu tin. Tao nói nó về là về đó. Công nhận tí hay thiệt nha. Ê, Tân. Có sao không? Có bị chạy chuỗi gì kia không? Dạ con thưa chú hai. Không, không sao chứ á. Tại hôm qua xe hư nên tôi phải ngủ lại nhà anh ta. Người không sao là được rồi. Anh có tiền cọc gửi lại cho em nè. Đó, thấy chưa, nói mà không chịu tin. Còn chìa khóa xe của ông nữa. Con xin lỗi chú hai, con qua hơi trễ. Không sao đâu, miễn có qua là được rồi. Tôi nghe nói hồi nãy thằng Tấn nó có ghé đây hả? Ừ, nó ghé nó trả xe cho ông Bảy với trả tiền cọc luôn. Tôi cứ sợ nó ngựa quen đường cũ, rồi tía má nó ở dưới suối vàng sao yên tâm được không biết. Bà yên tâm đi, cái thằng này tôi nhìn cái tướng nó đó, tôi có thể cảm hóa nó trở thành người tốt được. Chú hai biết con có ý định bỏ đi lần nữa, nhưng mà chú hai không đồng ý đâu con. Con thấy thằng Bảy Cò nhà chú nó ngu ngơ, nó hiền lành. Con định lừa nó chứ gì, con lừa Bảy Cò được. Nhưng mà con không qua mắt được chú hai đâu. Chú không muốn thằng Bảy nó mất niềm tin vào con. Nó tin con là người tốt. Trời ơi chú hai ơi, chú nói nhiều cái nó làm gì. Nói lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia quên trơn à. Ngày xưa đó nó cũng lừa hết người này tới người kia đó, lừa Bảy Cò, lừa Tám Tàn, lừa Long Xì Ke, lừa luôn con, lừa cả làng cả xóm chứ bộ. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Tân, chú hai không muốn con trở lại con đường cũ nữa. Con phải làm người lương thiện, sống cho đàng hoàng, sống cho tử tế. Như vậy tía má con mới ngậm cười nó chín xuống được. Nhưng mà bây giờ con nợ nần nhiều quá, con cũng hết cách rồi chú hai ơi. Đáng lý ra đó, chú hai phải đi báo với chính quyền, họ giữ con ở lại. Nhưng mà chú hai không có làm chuyện đó được. Chú hai muốn con ở lại đây làm người tốt, có ích cho bản thân mình, có ích cho xóm làng, có ích cho xã hội. Mình sống cho mình, sống cho mọi người xung quanh. Con người mà, ai không có sai. Nhưng mình phải sửa, phải biết cái sai của mình để sửa, trở thành người tốt, nghe con. Con nở nần, từ từ mình làm mình trả, nghe. Ông á, nặng tình nặng nghĩa quá rồi, khổ thân. Biết vậy rồi đó, nhưng bây giờ bỏ nó không đành. Tía má nó thì cũng mất lâu rồi, rồi giờ ở đây nợ nần nhiều quá rồi, liệu có trả nổi không? Ông nhắm nó có ở đây không ông? Có chứ. Bà coi, nó sẽ ở lại đây nó làm ruộng. Sao ông nghĩ vậy? Tôi nhìn thấy cái tướng nó, tướng đó làm sao làm nông nổi. Hồi nó mới về đây á, nó nói với tôi á, là nó nhớ cái nghề nông.
dù là mục đích ban đầu của nó là lừa gạt người khác, thì nó vẫn từ cái nghề này nè để nó gạt người ta. Mình là người lớn, mình phải giúp cho nó nhìn thấy rõ những cái cực khổ, những cái khó khăn, để từ từ nó vươn lên chứ bà. Sao ông tin tưởng nó dữ vậy? Sống phải có niềm tin chứ. Con qua nhà bạn An chơi nha má. Em ở nhà có một mình à, buồn lắm nên đủ con qua chơi chung á má. Con mới đi học về đã ăn cơm nước gì chưa? Dạ con ăn rồi. Ừ, đã học bài dở gì chưa? Ừ, mai là chủ nhật á, được nghỉ. Vậy mai con làm bài sau nha má. Ờ, vậy đi đi. Nhớ đi về sớm nha. Dạ. Trang. Dạ. Lát nữa đi chơi về á, trên đường ghé mua cho má ly nước cam nha. Mua xong về liền á, đừng la cà mà tan hết đá. Dạ. Nè, má đưa cho con 200 ngàn á, lát thối về bao nhiêu biết không? Ừ, nước cam 15, thối về 185 ngàn. Ừ, giỏi quá à. Con có khát nước, mua thêm ly mà uống nha. Dạ. Đi về liền nha. Dạ. Ý quên, để con vô phòng, con lấy đồ chơi qua nhà bạn An chơi nha má. Ừ. Ai ai ai, tèo đẹp trai mà mang dép lào. Chú Tư. Chú Tư đi đâu te à? Tao nói mày tính uống cà phê mà giờ đi ra rồi để bực bội vô vậy đi về. Ủa sao vậy? Là nghỉ bán hả? Có bán chứ mà tao tức. Sao tức? Ủa sao đúng cà phê mà mặt chú Tư đỏ đỏ vậy? Thì đó, tao nói mày tao đang đi uống cà phê, đi ngang nhà con Lý vợ anh sự đó. Nó quýnh con bé Kiều, tao nói mày không muốn nát cái đít luôn. Cái gì? Bé Kiều nó mới 10 tuổi mà đánh gì? Thì bởi. Mà sao đánh vậy? Tao nói mày à, nó đưa cho con nhỏ 20 ngàn mua viết gì đó mà còn dư mấy ngàn. Con nhỏ nó tích cái kẹp tóc nó mua, có bao nhiêu đó thôi mà quýnh con ngon quá trời quýnh luôn. Thánh thần ơi trời, giận quá mất khôn cái lôi con ra đánh vậy hả? Thì đó, tao nói mày con gái thì nó thích cái kẹp tóc là chuyện bình thường. Nhưng mà nó mua nó không xin phép đó, thì mình biết cái đó thì mình về mình dạy nó, phân tích cho nó hiểu. Nó có lý nào về cái đánh càng, đánh đại, đánh nhỏ, cứ mười tơi bờ qua lá chưa? Bởi tự nhiên. Thí dụ mua thì thôi từ từ nấu đúng không? Ừ. Tức thì tức luôn à. Ủa sao tự nhiên ta dạy con ta chứ tôi tức. Thế nè. Là sao? Đó, nó quýnh con nhỏ, tao nhào vô tao can, tao vừa nhào vô tao sáng tao bà tay luôn. Thấy không? Là chú Tư nhào vô rồi chú Tư lãnh nạn giùm bé Kiều hả? Ừ. Thì tệ nó, tao chứ không sao, miễn sao nhỏ nó không bị đòn nữa được trời. Đúng rồi. Thôi đi, nó nhỏ mà nó bị đòn tội nghiệp nó. Ừ. Thôi tao đi nha. Thôi chú Tư, lên xe con trở về cho sáng khuất nè. Ừ. Thôi, khỏi. Làm bộ vụ tao đang để kiếm cho mà. Thôi, không có rồi ha, tao đi bộ rồi. Chú Tư, cái xe chó lẻ. Chị Tiên Tiên, thấy sao, đẹp không? Trời ơi, đẹp quá vợ. Đẹp vậy, chắc mắt đẹp lắm hả? Má tôi nói, cái này mua tới 100 ngàn lận đó. Mà má tôi còn nói là tới cuối năm tôi học giỏi được lãnh thưởng, thì má sẽ mua cho tôi nhiều đồ chơi mới rồi đó. Trời ơi, sao bạn sướng quá vợ? Tôi cũng muốn có một con như vậy nè. Mà thấy anh hai chị xe ôm kiếm tiền khổ quá nên tôi có đòi. Vậy chừng nào á má tôi mua cho tôi đồ chơi mới thì tôi sẽ đem qua nhà bà, tôi với bà chơi chung. À. Sao anh này đẹp quá nè, tóc đúng rồi dạ. Dễ thương rồi chứ. Ủa Trang mới qua chơi hả em? Em chơi nãy giờ rồi. Anh hai, anh vô cho ăn cơm đi, em có trừ phần cho anh hai đó. Thôi anh chưa đói, về lấy ít đồ vòng ra tiệm nữa nè. Ở chơi nha. Dạ. Thôi tôi phải về rồi. Ôi bạn ở đây chơi chút đi. Không được, tôi phải ghé quán cô Hồng mua cho mẹ nước cam nữa.
À, quán cô Hồng cũng gần đây, với lại nhà bạn cũng gần đây nữa. Tụi mình chơi xí đi, rồi chút bạn đi mua nước cam cũng được ha. Ừ, vậy chơi tiếp đi. Ừ. Dễ thương quá ha. Thích chưa? Trang, quay lại má biểu. Nước cam của má đâu? Lại đây. Nước cam ngon cũng hết rồi. Cái gì? Khi đi má dặn con á, muốn uống thì mua thêm một ly con không nhớ hả? Con mua hết 200 ngàn cũng uống hết luôn rồi. 200 ngàn là mua được mười mấy ly nước cam. Một mình con uống được hết mười mấy ly hả? Con nói xạo má đúng không? Bây giờ có nói thì không hay là muốn ăn cay? Dạ, con làm mất rồi, nên nó mua nước cam cho má được. Rồi xong. Trời, công nhận bạn An may đồ y chang thợ may luôn á. Cảm ơn bạn nha. Vậy mai qua chơi tiếp đi, rồi tụi mình cùng nhau may đồ chung búp bê. Ừ, thôi mà giờ tôi phải về mua nước cam cho má rồi. Rồi. Ủa, tiền đâu mất tiêu rồi? Hả? Bạn bị mất tiền. Trời ơi, vậy là mất 200 ngàn của tôi rồi hả? Mất ở đâu? Không biết. Mất hồi nào? Con không biết nữa. Nguyên chiều nay là con ở bên nhà bạn An đúng không? Dạ. Từ khi mà đi ra khỏi nhà mà đến nhà của bạn An á, con ở ghé chỗ nào không? Dạ không, con đi thẳng đi nhà bạn An luôn. Đi. Đi đâu vậy má? Đi qua bên nhà của bạn An làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Má. Con bé An đâu rồi? Má. Đây rồi. Chào cô. Con có lấy tiền của con bé Trang thì trả lại đi cho cô. Ờ, tiền gì? Con không có lấy. Trời trời, nó vừa mới qua bên nhà con chơi, bây giờ nó mất tiền, con không lấy thì ai lấy? Ừ, cái đó thì con không có biết. Bây giờ cô không có nói nhiều, con có lấy tiền thì tự giác bỏ ra trả cho cô. Cô sẽ xem như là không có chuyện gì xảy ra. Con không có lấy thiệt mà cô. Không biết hả? Nghe nói là con rất thích chơi con búp bê đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó, con ăn cắp tiền của bé Trang để mua búp bê còn gì? Má. Dạ không có. Búp bê thì con thích thiệt, nhưng mà tiền của bạn Trang thì con có lấy. Đưa đây. Cô má. Cô ơi, túi không có gì hết trơn á. Bạn em không có lấy đâu, mình đi về đi má. Biết cái gì mà nói, đi ra. Má. Cô. Bạn em không có lấy mà. Cô. Giấu đâu rồi trời. Ủa cô. Anh hai. Ủa cô. Cô lục gì trong nhà con vậy? Thì đó, con em của mày á, nó ăn cắp tiền của tao, nó không chịu trả. Bé An, em có lấy tiền của bạn không? Trả lại cho người ta đi. Anh hai, em có lấy tiền. Cô ơi, em con nó không có lấy đâu. Trời ơi, dễ gì mà nói chịu nhận. Giờ cô mất bao nhiêu? 200. Vậy để con đền cho cô nè. Nè, không có đền gì hết trơn á. 200 bạc làm gì mà đền. Cô không cho con đền sao cô lục nhà con dữ vậy? Tôi lục á, tại vì tôi muốn làm sáng tỏ cái chuyện này. Mới chút xíu mà đã ăn cắp rồi, lớn lên ai chịu cho nổi. Cô, con không có ăn cắp. Anh hai, em có ăn cắp tiền. Cô ơi, cô hỏi lại bé Trang đi, nhiều khi nó là mất ở đâu không chừng. Cái gì, mất ở đâu hả? Nó qua đây thì nó không mất, ở đây thì nó mất ở đâu? Nhiều khi trên đường từ nhà qua đây nó làm rớt trong đường, hay là cô đưa nó xong rồi bé Trang nó bỏ quên ở nhà không chừng cô. Thôi thôi đủ rồi, đừng có biện minh nữa. Anh em mấy người bên nhau á, ở đâu giấu là ở đâu trả cho tôi. Cô còn lục nhà con nữa, con báo công an đó. Đi về.
Khi không tự nhiên đem tiền cho người ta ăn à? Ủa, mày tính đi đâu nữa vậy? Con tính đi dài dài đường kiếm đồ rớt. Đồ rớt gì? Ngoại. Hả? Nãy mẹ bé Trang mới qua đây á. Qua chi vậy? Cô nói cô mất 200 ngàn. Trời đất, mất tiền thì đi kiếm chứ qua đây làm chi? Ngoại. Cái gì? Cô đưa thừa em mình lấy. Cái gì? Bé An hả? Mà bé An nhà mình nó có làm chuyện đó không? Thì... Bé An! Bà ngoại tính hỏi nó coi á, nếu có lấy thì phải đem trả cho người ta rồi xin lỗi đàng hoàng. Thiệt tình con với cháu dám làm cái chuyện đó nữa. Ngoại! Sao? Đừng có la em. Nãy con hỏi rồi, em nói nó không có lấy, đang nằm khóc trong nhà. Bé An khóc? Sao kỳ vậy? Thời nào giờ con nhỏ có khóc bao giờ đâu. Thôi ngoại, từ từ nói nó. Chắc tại nó không có lấy mà nó đều bị đổ thừa quan ức á. Mệt quá, tao biết rồi, để tao vô tao hỏi nó coi làm sao. Dạ, ngoại vô coi nó nghe ngoại. Tiền ơi tiền. Tiền làm ơn phước tiền ra giùm anh cái đi tiền. Đừng để anh lo tiền ơi tiền. Tiền ơi tiền. Kiếm gì vậy Tèo? Chú Hai. Ủa bộ con bồ mày nó chui xuống đất sao mày kiếm nó mày sang thở dữ vậy? Đâu có. Con bồ con nó tinh gạo nó ở nhà kìa. Con đi kiếm tiền. Thì có gạo ăn rồi. Kiếm thêm tiền nữa làm chi cho nó lu bu. Rồi gạo với tiền rút của không có nha con. Trời, chú Hai đừng nói vậy. Lỡ năm gạo nó nghe nó hiểu lầm giận con chết. Vậy chứ mày kiếm cái gì? Con kiếm tiền. Mà là tiền xài á chứ không phải là con nhỏ tin tiền. Ví dụ bé Trang nó qua nhà mày nó chơi là mất tiền chứ gì? Chú Hai biết luôn hả? Chú Hai kiếm phụ con chứ. Sao? Tao đâu có khùng như mày vậy. Tiền là mất ngoài đường. Biết bao nhiêu người đi qua đi lại. Làm gì còn mà kiếm. Đúng rồi ha. Ủa sao chú Hai biết vụ bé Trang mất tiền nhà con? Trời Phật ơi, mấy đứa nhỏ trong xóm đi học nói rùm trời sao không biết. Vả lại má con bé Trang á, vô trường học nói với cô giáo rồi đi ra ngoài nói với mấy đứa nhỏ, nó biết hết trơn rồi. Thiệt tình cái bà này chứ. Mày á, mày về mày coi con bé An canh chừng nó rồi an ủi nó, để nó còn nhỏ nó hiểu chưa có tới hả. Còn nó bị người ta hiểu lầm vậy đó. Rồi nó buồn, nó nghĩ quẩn, mất công lắm nghe. Trời, đúng rồi, chú Hai nhắc con mới nhớ nữa. Thôi để con về con coi chừng nó nghe chú Hai. Canh chừng nó đi. Dạ. Rồi vụ này để tao đi giải thích. Dạ dạ, con cảm ơn chú Hai nhiều. Thiệt tình sớm này, đủ thứ chuyện trên đời. Bé An, em làm gì vậy hả? Anh đây làm em hết hồn à. Em gọt xoài. Sao anh Hai nhìn em dữ vậy? Ờ sao hôm nay không chịu đi học ở nhà gọt xoài ăn vậy? Thôi em không đi học nữa đâu, mắc cỡ lắm. Trời đất ơi, mình đi học mà mắc gì mắc cỡ? Thì cái vụ mấy Trang đó, má nó kiểu gì cũng mé với cô giáo cho coi. Ai chứ bà đó chắc bà đi đồn giáp sớm cùng làng. Giờ chắc ai cũng biết hết trơn rồi. Nếu là anh Hai thì anh Hai có mắc cỡ không? Mắc cỡ chứ sao không. Ai mà đổ thừa anh ăn cắp tiền mà anh không có. Nhưng mà nếu như mình không có ăn cắp thì có gì đâu mình mắc cỡ. Em không có lái,
đó. Thì em không lấy thì em đâu có gì đâu mắc cỡ. Mà không mắc cỡ thì đi học đi. Em cứ đi học đi. Đứa nào mà dám nói về em hả? Về mép anh hai. Anh hai xử đó cho. Mà lỡ nguyên cái lớp em hả? Nó nói hết. Rồi không lẽ anh hai xử hết tụi nó? Ừ, xử hết luôn. Đứa nào mà dám ăn hiếp em của anh hả? Anh xử hết luôn. Vậy đi học đi nha. Dạ. Má ơi má, thuốc bổ của con đâu má? Cái lọ thuốc ở trong ngăn tủ bên cạnh tivi đó. Sao? Chú hai. Tao nghe nói bé An nó nghỉ học hôm qua nay hả? Dạ, nó nghỉ nằm trong nhà kìa, không chịu đi đâu hết trơn á. Thiệt tình nha. Suy cho cùng á, cũng chỉ vì 200 ngàn à, bạn nhỏ phải nghỉ học. Bởi vậy, cũng tại miệng của mẹ con bé Trang. Miệng bu lô ba la, có 200 ngàn làm như nhiều lắm vậy. Cái chuyện này á, mày phải giải quyết nhanh nhanh đi à. Để nó nghỉ học lâu gì không có tốt đâu nha. Rồi mai mốt đi vô học á, thua sút bạn bè, rồi mặc cảm, rồi nghỉ học nữa đó. Đúng rồi ha. Mà con cũng có nói nó đó, mà không biết nói làm sao cho nó chịu đi học lại nữa. Bắt đầu từ đâu? Thì mình gỡ từ đó đi. Mẹ bé Trang gọi nè chú hai. Nghe có gì hả? Dạ con nghe cô ơi. Sao vậy cô? Gì hả? Dạ vậy để con qua liền. Dạ. Cái vụ gì hả? Chuyện của con để sau đi. Giờ con qua con chở bé Trang đi bệnh viện. Nó sao chở bệnh viện? Nó uống lộn thuốc ngủ của mẹ nó. Rồi nó coi viện đi liền đi. Nhanh nhanh đi. Dạ. Ơi thiệt tình chứ. Con là cái chuyện của người lớn, bây giờ mấy đứa nhỏ phải gánh chịu vậy. Xóm này nhất là thiệt tình. Ủa, Thím Tư. À, Tư ếch. Dạ, Thím đi đâu vậy? Tôi tính ra chợ mua con cá về kho tộ cho con mấy ăn nó ăn. Trời đất, Thím Tư đi chợ giờ này trưa trật rồi. Làm gì còn cá ngon mà mua. Kệ nó đi chú. Mình đi chợ trưa mua rẻ chút nào đỡ chút đó. Chứ mấy bữa nay con bé An nó có ăn uống gì đâu. Tôi tính bữa nay mua cái món mà nó thích đó, về dỗ cho nó ăn. Trời đất ơi, vậy nó buồn cái chuyện mà người ta nghi ngờ nâng cấp đó hả? Thì đúng rồi đó. Nó đã nói là nó không có lấy. Mà ác nhân cái thím Mười á, cái miệng bà cứ bu lô ba la sùm lên, làm con nhỏ khóc suốt ngày, rồi không có chịu đi học luôn nữa. Trời đất ơi, chuyện tới vậy luôn đó hả? Tôi cũng rầu nữa. Bởi vậy tôi mới nói thằng Tèo là lên xin cô giáo cho con nhỏ nghỉ mấy bữa đi. Rồi chừng nào thẳng thẳng rồi mới xin cho nó đi học lại. Trời, tội nghiệp con nhỏ dữ gì kìa. Tôi ếch biết đó. Nhà tôi thì là tuy nghèo thiệt, nhưng mà tôi dạy con dạy cháu là phải đói cho sạch, rách cho thơm. Chứ không bao giờ mà làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó đâu chú. Thím Tư khỏi nói, thì đây người ta cũng biết hết trơn rồi. Bà con sống trong xóm mấy chục năm, Thím Tư sống làm sao, rồi con bé làm sao, người ta biết hết trơn rồi, không có tham lam cái chuyện đó đâu. Thì Tư ếch mà hiểu như vậy thì tôi cũng mừng lắm. Thôi thôi để tôi đi chợ nghe, để chợ trưa rồi. Dạ Thím Tư đi. Tội nghiệp dữ trời. Dạ thưa anh hai, cũng may bữa đó có thằng Tèo nó chở mẹ con em đi bệnh viện, không thì bữa nay em hối hận. Thiệt tình nha, cô làm cha làm mẹ, mình la con cái nào đúng thì la, không đúng thì thôi. La đại la càng vậy, bây giờ nhỏ ra nông nổi đó, thấy không? Dạ em biết em sai rồi.
Tự nhiên nhân tiện cô qua đây á, tôi nhờ cô xác minh giùm tôi một số vấn đề. Cái nào có thì nói, còn không thì thôi. Chứ đừng nói đại nói càng nha. Dạ, chuyện chi anh hai cứ nói à. Chuyện con bé An á, dù cô có nghi ngờ nó chăng nữa, cô cũng không nên đi nói tùm lum, để làm cho nhỏ nó mắc cỡ và nó nghỉ học rồi đó. Dạ em biết lần đó là em bậy lắm, em hơi nóng tính. Hơi gì cô, quá trời nóng luôn á. Bởi người ta nói nóng quá cái hư bột hư đường hết trơn à. Dạ chính như vậy nên hôm nay em mới qua đây. Qua làm gì? Kiếm đằng chửi nhỏ nữa hay gì? Cô có chính mắt thấy con bé An nó lấy tiền hay là chỉ nghi ngờ nó thôi? Trời ơi, cô có thấy đâu, cô đổ thừa đại vậy đó mà. Thôi thôi, để tao nói. Nhảy vô hông tao mày ngồi hoài á. Cô xin lỗi. Mày xét vô lần nữa là tao đi về luôn đó. Chú Hai, cô xin lỗi chú Hai. Dạ anh Hai ơi, không có ai lấy mà cũng không có mất ở đâu hết trơn á. Ủa là sao? Dạ, bữa đó em dọn phòng. Con này gái lứa gì mà học hành sách vở vứt tùm lum trời. Không có ý thức gì á. Trời ơi, đó, bữa đó cô qua đây, cô nhờ cô về nhà coi lại giùm con, coi có rớt đâu không, ai dè rớt trong phòng thiệt. Vậy mà cô chửi em con, cô đổ thừa em con lấy. Thôi mà cô xin lỗi, bữa đó nếu như mà cô không có hồ đồ thì hay biết mấy. Tôi nói cô nhiều lần rồi, mình lớn rồi, đừng có nóng tính, tập cái tính lại cho nó điềm đạm lại, đừng có nóng tính đông đổng lên nữa. Chuyện chưa có rõ trắng đen gì hết mà khẳng định là người ta lấy rồi đi nói tùm lum tà la cả xóm cả làng. Bây giờ cả xóm này nè, ta biết hết rồi, làm sao nhỏ dám đi học. Anh Hai, thôi để em đi nói lại với hàng xóm với bà con á, là con bé An nó không có lấy tiền nha anh Hai. Phải nói chứ, nói để cho người ta hiểu, trả lại cái sự trong sạch cho con nhỏ chứ. Bữa cô qua đây cô chửi hai anh em con muốn tắt bếp luôn, ngóc đầu vậy không nổi gì. Thôi mà cô biết cô sai rồi, xin lỗi tụi con nha. Tôi nói rồi đó, rút kinh nghiệm, lần sau đừng có hồ đồ vậy, làm ảnh hưởng mấy đứa nhỏ, cô thấy không? Dạ em biết rồi anh Hai. Đâu có buồn. Anh, mẹ tôi mua tặng bà nè. Thiệt không? Thiệt. Đẹp quá à. Nói với mẹ bà, mẹ tôi cảm ơn nha. Ừ. Đẹp quá à. Dễ thương không? Dễ thương quá trời luôn á. Nè, tụi mình chơi chung đi. Nhà tôi cũng có một con á. Dạ, vậy chút nữa á tôi qua nhà bà chơi chung ha. Ừ.